thế là được 25 ngàn. Rồi hello mấy chị nha. Rồi mấy tình yêu ơi, mấy tình yêu. Rồi mấy chị tương tác chia sẻ bài giùm em nha mọi người nha. Trời ơi hôm nay tôi đầu quá mấy chị ơi. Chưa xả hết cái cục này là qua cái cục khác là nó đã dồn tới rồi, bơm tới bơm lui miết à. Khổ ghê luôn á. Mà sao em không suy nghĩ nổi được, rồi một cái lý do là chốt đơn được mấy chị, gọi thì nghe máy được, lên vai lựa được, mà sao lúc giao hàng thì lại không nghe máy từ ngày này qua ngày kia, mà chả có cái cuộc gọi nào lại cho shipper, không nghĩ sao ta. Ví dụ như em đúng không, ví dụ như mình thiếu cái gì đó, mình cần cái gì mua thì mình hãy đặt đúng không mấy chị, còn mình không thiếu thì thôi, hoặc là mình không có tiền thì thôi mình đừng đặt. Sao nhiều chị hình như là muốn đặt hàng sao nhưng không muốn lấy sao ấy. Chung là bán cũng 6-7 năm nay rồi mấy chị, nhưng mà không hiểu lý do tại sao mấy chị bơm hàng, là vì lý do gì luôn. Cứ bơm tới rồi bơm lui hàng về thì nhìn cái bịch ở ngoài thì mấy chị biết rồi, đâu phải đơn hoàng gì là hai mấy ngày là hoàng đâu. Trời ơi, tháng 2 tháng trời mới hoàng về mấy chị, khổ. Công sức làm, công sức like, công sức đóng gói, rồi công sức trả tiền nhân viên, rồi này kia. Rồi xong lại sao mấy chị, rồi lại bơm về, rồi mình còn lại trả tiền lại cho công ty nữa. Khổ gì đâu á trời. Mới bơm về 87 cục hồi sáng, hôm qua thì 19 chục chưa mở ra nữa là cũng hơn 100 rồi. Thì thấy nản đời ghê luôn á, mà dịch á thì làm ăn nó khó khăn mấy bà. Rồi mấy tình yêu và chia sẻ bài tương tác giùm em với nha. Hai bộ đồ của chị Thúy Lê hôm qua đến giờ bên em gọi quà mà chị không nghe máy ha. Có chị có muốn lựa thêm gì thì chị cũng nhắc máy, chị nói giùm em tiếng chị, nó dễ chịu hơn. Chứ điện thì không nghe máy đem xả ra mất rồi còn gì đâu lựa thêm, đúng không? Mình muốn mua thêm thì mình cũng nghe máy mình nói tiếng. Áo thun cổ vuông thì không có nha chị ơi. Sơ mi đang may không bán đâu chị. Rồi giờ xả bơm nha, nhiều lắm, thôi khỏi phải nói luôn á, nó tùm lum mặt hàng hết đó mấy chị, khổ đời lắm luôn. Rồi mấy tình yêu vào tương tác chia sẻ bài giùm em với nha. Rồi váy chống nắng xem mấy chị luôn 30 này, đã bơm rồi đã xả rồi thì em nói mấy chị giá nó cực mềm luôn, giá siêu mềm luôn ha. Rồi váy chống nắng cho em luôn mấy chị, hai lớp nha, bán 30 đấy. Chị nào mà cần thiết cái gì thì mình mua, mình thích thì mình mua, 100% thì mình nhận hàng giùm em, chứ đừng bơm nữa mấy chị ạ. Đừng bơm, dịch em nói với chị á là không biết khi nào tới mình bây giờ luôn á mấy chị. Thì sống nhưng mà hả, tối đi ngủ biết mai sao đấy, hôm nay làm mà không biết ngày mai sao đó mấy chị. Giờ dịch âm quá trời quá đất rồi ha, nên là em nói với chị mình cần cái gì thì mình mua, mình cam kết là 100% là mình nhận hàng thì mình hãy đặt mấy chị ha. Đó, ai đặt thì em cảm ơn thôi chứ đừng bơm nó mấy chị, tội nghiệp người ta lắm nhá. Rồi váy chống nắng luôn nha chị, Suri Nguyễn 30 nè, khổ gì đâu, khổ luôn á. Rồi tiếp giùm em nha. Rồi ngố nè, rồi ngố này cho em luôn mấy chị, 69. Rồi ngố thái cho em luôn 69 ngàn, ai lấy ngố chú ngố 69 giùm em nha, vải đẹp lắm. Rồi ngố 69 cho em luôn mấy chị ơi, ngố 69 ngàn, ngố 69 ngàn. Ngày nào mà bơm hàng về nhiều thật sự là bữa đó không muốn làm luôn mấy chị, nhìn là thấy nó rầu thúi thuộc ra muốn làm đâu. Rồi lên cho em luôn mở ngố nha, 69 ngàn, chuẩn xịn luôn, cái này ngố thái mấy chị, vải đẹp lắm. Rồi chốt ngố 69 giùm em nha. Rồi ngố 69 mấy chị Út Thuận nè, 69 nè, tím nè. Cảm giác mà ngồi mà xé bao hàng ra thật sự với mấy chị là muốn ứa nước mắt luôn á. Mình tức cái lồng ngực mấy chị ạ à. Rất chi là tức luôn, mình ngồi mình like, mình ngồi mình nói, mình gọi mình chốt đơn, rồi nhân viên gói rồi này kia, qua bao nhiêu công đoạn mấy chị, từ tỉnh này qua tỉnh kia tới nơi rồi lại bơm về. Em nói thiệt với chị không biết tầng nghĩ gì luôn á, mà mình nghĩ mình tức mấy chị à, mình ngồi mình gỡ bơm ra mà tức thiệt luôn, tức thiệt sự khi muốn khóc luôn á. Hôm qua đến giờ là hơn 100 cục hàng bơm rồi,
Rồi cái này chốt giùm em luôn đó chị ha, thái 50. Chốt giùm em thái 50 với 57 kg nha. Thái 50 với 57 kg giùm em luôn, chốt thái 50. Thái 50 dưới 57 kg với chị, chốt thái 50 nha. Rồi thái 50, Tú Hảo chốt đơn rồi, để đi đơn rồi bạn ơi. Rồi thái 50. Tiếp cho em luôn nè. Khổ quá trời khổ. Rồi tiếp nha. Rồi quần, quần chị đem với chị, quần kaki mặt nhà 39 nha. Rồi lên cho em luôn là quần 39. Quần 39 cho mấy chị dưới 60kg ha. Kaki hai bên có túi co giãn này. Trời, cái quần này là bao bền luôn. Rồi lên cho em luôn quần 39 nha, dưới 60kg mấy chị. Quần 39 dưới 60 chút quần. Quần 39 dưới 60. Rồi lấy quần chút quần giùm em nha. Rồi tiếp. Rồi áo phông rộng mấy chị ơi, áo phông rộng hơi bị tịnh mịn luôn. Phông rộng kèm cái túi nè. Rồi lên cho em luôn phông rộng nha mấy chị, kèm cái túi nha, dễ thương chưa. Rồi em xem với chị luôn 50.000 nha. Cái này là áo thun thái nha mấy chị, mà phông rộng dấu quần. Rồi chốt giùm em luôn xanh 50 với 60kg nha. Rồi xanh cho em luôn 50 với 60kg với chị, dễ thương chưa. Xanh 50 với 60kg. Xanh 50. Xanh 50 với 60kg với chị. Rồi lên cho em luôn Rồi cái này chốt luôn nè mấy chị. Rồi thể thao. Thể thao 40. Rồi lên cho em luôn thể thao 40. Thể thao 40 chị nào lấy chốt nha, Kiều Trinh đi đơn rồi, ngố còn chị. Rồi thể thao em xem mấy chị 40. Dưới 55kg mấy chị, có túi có sọc có bo nha. Rồi áo xanh 50 quần 39 cho băng lên số thoại đi bạn ơi. Chống nắng hết chị, khẩu trang còn. Rồi lên cho em luôn mấy chị, chốt giùm em ha, thể thao 40. Thể thao 40 hôm nay hàng nhiều lắm mấy chị. Hàng tập lung tập lai hết thôi á. Rồi tiếp cho em luôn nha. Rồi lên luôn ngố tiếp 69. Rồi lên cho em luôn ngố 69. Ngố 69 cho em luôn mấy chị ơi. Rồi chốt liền cho em luôn nha, xuất sắc mấy chị. Ngố bên em bán thì được VIP rồi. Hàng đúng VIP luôn mà chắc toàn là giá học sinh không à. Rồi lên ngố 69 giùm em luôn với 57kg nha. Trời đẹp xỉu. Chị Nhi rồi. Băng lên số đi chị. Ngố 69 với 57kg chốt liền mấy chị. Ngố ngố 69 với 57kg. Em ở 59 lên bình thường. Út thuận ngố 69. Rồi tiếp dùm em luôn trắng 69. Rồi lên cho em luôn trắng 69. Chút đúng dùm em mã trắng 69. Nguyên bộ ngố nha, vải đẹp lắm. Trắng 69 liền đi mấy chị. Trắng 69. Trắng 69 với 57kg. Chút mã trắng 69. Quần 39 một cái em chị Trần Thảo. Rồi tiếp dùm em luôn xích vớ mấy chị. Xích vớ 10 đôi 65.000. Rồi em lên luôn xích vớ 10 đôi 65.000 dùm em mấy chị ơi. Xích vớ 10 đôi 65. Trắng 69 luôn chị Út Hương. Ok chị nha, lên số luôn chị ơi. Rồi lên cho em luôn xếp vớ mấy chị 10 đôi bao nhiêu. Xếp vớ 10 đôi mấy chị ha, tuyệt vời luôn, 65.000 cho em nhá. Rồi xếp vớ 10 đôi 65 qua tóc chị đi ngố. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị một siêu phẩm áo phông rộng nè. Rồi lên cho em luôn mấy chị ha, xuất sắc luôn. Chúc giùm em luôn là áo 40. Áo 40 giùm em luôn dưới 60kg nha mấy chị ha. Trời ơi, vải đúng đẹp luôn nha mấy chị ha, xuất sắc lắm. Áo 40 dưới 60kg giùm em. Áo 40 với 60kg thôi mấy chị. Áo 40 với 60kg. Áo thì nhận được đẹp lắm nha ơi. Cảm ơn chị nha. Rồi còn bằng ngọc Hana này nè. Mua đơn trên 1 triệu mấy chị. Lúc đặt đơn rất là nhiệt tình. Mà khi mà em kêu là cọc tiền đi đơn, em có nói trước lên like rồi, đồng ý cọc tiền để đi đơn. Đơn chị nào trên 500 là phải cọc. Nói trước rồi, ok rồi. Khi mà chốt xong gửi bia qua câm, tự nhiên bị câm bị điếc hẳn mấy chị. Tự nhiên đang người bình thường nha, tới lúc chốt đơn qua gọi điện cho mấy chị không nghe máy, không trả lời. Lúc nghe máy thì y như bị câm, không nói cái gì hết mấy chị, cứ để điện thoại lên dây thôi. Ờ hay nhờ, cái tự nhiên bình thường được mấy chị, cái lúc đặt đơn chốt tiền nó bị câm bị điếc, ờ người không biết sao luôn. Rồi lên cho em luôn mấy chị một mã khoác nỉ 85. Rồi lên cho em luôn khoác 85.000 nha. Cái này là khoác nỉ nha mấy chị, phun cánh dơi đẹp xịn mịn luôn. Rồi khoác nỉ cho em luôn 85.000. Khoác nỉ cho em luôn 85.000 mấy chị, cái này cánh dơi nha, đẹp dã man luôn. Rồi khoác nỉ. Áo 40, áo 40. Áo 40 nè, cho chị không Ngọc hôm nay để đâu ta? Cũng chưa cho số điện thoại nữa. Nên là em cũng không biết ở đâu luôn. Hôm bữa có đặt với mình một đơn rồi đó. Áo 40 cho Thu Thì NT. Vũng Tàu ship được chị, không dịch không dung gì là đi đơn được. Quần 39. Thêm một cái quần 39 màu đen mặc nhà đúng không? Cho Nhi Băng. Rồi ship với 65 luôn cho Linh Nguyễn. Rồi lên cho em luôn mã này. Áo khoác đẹp chưa? Trời ơi cái này hàng nỉ nha, xuất sắc lắm mấy chị. Rồi lên nỉ giùm em luôn nha, khoác nỉ đi 85.000 đẹp lắm. Quần 39 em còn chị, tất 10 đôi 65.000. Tất 10 đôi 65.000.
chưa kịp chốt đơn là chưa xin địa chỉ luôn á, không biết ở đâu. Trời ơi, khoác này là bao đẹp luôn đúng không? Trời ơi, đã lắm. Rồi lên cho em luôn là mã sọc, sọc thái 50. Sọc thái 50 giùm em luôn với 57kg nha. Sọc thái 50 dưới 57kg lấy sọc thái chốt liền đi. Trời ơi, vải đẹp lắm. Sọc thái 50.000, chốt thái 50. Thái 50 giùm em luôn với 57kg mấy chị, vải không đẹp không lấy tiền luôn á. Thái 50 với 57kg. Rồi trắng giùm em luôn 40 với 60kg với quần. Trắng 40 với 60kg với quần, chốt mã trắng 40 chứ. Rồi trắng 40 nha. Rồi trắng 40 giùm em luôn với quần. Trắng 40, trắng 40. Rồi 12 hộp có trang màu xám, không có xám thôi chị. Không có xám thôi chị, y tế hiện tại bên em còn màu màu xanh với màu trắng nha chị nha. Gì vậy trời? Màu áo xanh, màu áo 40, áo 40 em có nha em. Em nghe cha chị đọc tên giùm chị nha. Chứ không phải là mình cùng bên là mình có đơn đâu nha. Áo 40 là em không có. Rồi lên cho em luôn mấy dạ chị, ngố hồng 69.000 nè. Ngố hồng cho em luôn 69.000 mấy chị, dưới 57kg nè. Ai đang ngố hồng chút liền giùm em luôn. Đúng trời ơi, phải siêu đẹp luôn nha. Ngố hồng 69. Rồi, thái 50 cho chị đẹp oanh ghé nè. Chị mở vô lại cái hộp với chị. Bây giờ mà em mở vô cái bịch cho chị á, mở nguyên vô cái hộp cho chị á, là tới nơi nó bể ra hết đó chị. Mốt hư hết, không có bán được. Mốt hết rồi sao chị bán được chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn nha. Có chị, ngố số 9 ở trong đó chị mở hết ra đi chị thấy liền à. Ngố hồng số 9, chốt ngố hồng số 9 nha mấy chị. Thôi cô rồi cái này chốt giùm em luôn là ngố xanh số 9 nha. À, lấy ngố xanh chút giùm em luôn, ngố xanh mấy chị, cái này màu mạ, màu mạ mấy chị, lên da trắng da đẹp lắm. Rồi cái này chút giùm em luôn nè. Sọc thái 50 chị được oanh rồi chị. Có quần lẫn ôm vải u mi không? Em có vải thun co giãn được không? U mi là rồi cái này chút giùm em luôn là ngố xanh số 9 nè. Ngố xanh cho em luôn số 9 nè, lấy ngố xanh chút ngố xanh nha. Ngố xanh ngố hồng số 9.000. Rồi ngố xanh thiếu năng lên số giùm em đi chị đẹp ơi. Dạ áo không em đang mang không bán nha chị. Rồi tiếp cho em luôn là ngố này, ngố trắng nè. Ngố trắng cho em luôn số 9.000 nè. Dưới 57kg nha, chốt ngố trắng số 9 với 57kg giùm em luôn. Trời ơi quá đẹp luôn á. Ngố trắng. Có nón bảo hiểm như bữa em đăng không, màu trắng, màu trắng vài hôm nữa đây chị, bây giờ hết trắng rồi còn xanh với đen à. Rồi lên cho em luôn ngố trắng số 9 nha. Ngố trắng cho em luôn 69.000. Trời ơi. Khỏi phải nói luôn chắc phải cực đẹp ấy. Rồi ngố trắng số 9 giùm em. À, của em là hai cái quần với một cái áo xanh em ơi. Chị thấy năng lên số đi chị. Của em là hai cái quần với là một cái áo xanh. Ok chưa? Rồi em đặt thêm đi, coi chị còn nhiều hàng để em đặt lắm, áo thì nhiều. Ngố trắng Thảo Vũ lên số giùm em đi chị. Ngố xanh cho chị Hà Hồ lên số giùm em luôn nha chị ơi. Rồi em có ngố trắng, ngố hồng. Ngố trắng, ngố hồng, ngố xanh chị nào lấy chốt giùm em luôn. Đấy. Rồi ai lấy ngố trắng mới chốt giùm em luôn ngố trắng nha, số 9.000 nha. Ngố trắng cho em luôn 69.000 chốt liền mấy chị ơi. Chốt đơn ai cá và như vậy đi đơn giùm em nha. Rồi lên cho em luôn ngố trắng đi mấy chị. Ở phải nói hơi bị đẹp. Rồi ngố trắng 69 này, ngố màu hồng này, ngố màu xanh em còn bộ này, 69.000 nè. Đó ai lấy thêm ngố thì chốt giùm em nha. Mang mặt nhà mặc ơi gì thoải mái lắm mấy chị. Rồi lên tiếp giùm em ngố trắng đương huỳnh nè. Ngố trắng đương huỳnh 69 nè. Chị Hà Hồ, chị Thúy Lan mặt Hà lên số đi chị. Rồi lên mấy chị luôn một cái ngố này dễ thương lắm. Ngố này ngố hoạt hình nha. Chốt giùm em luôn ngố đẹp số 9 nè. Rồi lên cho em luôn là mã ngố đẹp 69.000 mấy chị với 57kg nha. Hoạt hình. Ngố hình hơi bị cũ tê luôn mà dễ thương lắm. Rồi lên cho em luôn ngố hoạt hình 69.000 một bộ. Ngố hoạt hình 69.000 một bộ. Ai đến ngố hình chốt nha mấy chị với 57kg nha. Ngố hoạt hình 69.000 một bộ với 57kg tiếp cho em luôn ha. Lấy nó bịch nhát mấy cái này vô qua. Rồi cái này chốt giùm em luôn xanh. Rồi xanh cho em luôn còn bịch, lấy nó bịch nhát nhát mấy cái gì ấy ra vô cho gọn vô luôn. Rồi sọc giùm em luôn 50.000 với 57kg mấy chị, sọc thái. Sọc 50 với 57kg nha. Ngố hoạt hình hai bộ tuyết nhung lên số hậu đi bạn ơi. Ngố hoạt hình hai bộ tuyết nhung, trời ngố hình đẹp lắm. Rồi lên cho em luôn siêu phẩm đẹp sọc. Sọc thái 50 với 57kg nha, còn cái. Sọc thái 50 với 57kg. Sọc tuyết nhung lên số luôn em ơi, đặt hàng chất cú lấy hàng đi nha mấy chị ơi.
hôm nay em sợ bơm rồi nên mấy chị cố gắng, mình chắc chắn lấy hàng thì mình hãy đặt hàng giùm em nha, mấy chị mua hàng còn có trách nhiệm một xíu nha. Rồi lên cho em luôn là mã lập thể đẹp chưa, lập thể đùi giả vẫy 50. Rồi chốt giùm em luôn là lập thể 50 mấy chị với 57 kg nha, quần giả vấy trời ơi xuất sắc. Lập thể 50 với 57 kg, chút mã lập thể. Rồi chốt giùm em luôn mấy chị mã hồng. Rồi lên cho em luôn mã hồng áo này mang ở nhà thoải mái lắm, 45.000 thôi. Rồi lên cho em luôn là hồng 45.000 với 57 kg, mấy chị form này cực kỳ dễ mang. Hồng 45 với 57 kg nha, hồng 45 dưới 57 kg, chút hồng 45 cho em. Áo này mang xuống lắm, trời ơi nó nhẹ lắm mấy chị, cắt áo nhẹ băng băng luôn á. Rồi lên cho em luôn mấy chị nha. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị siêu phẩm xịn mịn xanh tiết xanh thái 50 hàng bơm, xanh 50 với 57 kg giùm em nha, xanh 50 với 57 kg. Rồi thí lăng lập thể. Rồi lên cho em luôn mấy chị mã xanh 50 thun thái với 57 kg, chút xanh 50. Rồi lên cho em luôn là xanh 50 nè, xanh 50. Rồi áo này là áo form rộng mấy chị, form rộng nha, áo form rộng kèm cái túi này 50.000 nè. Chốt giùm em luôn là hồng 50 nè, hồng cho em luôn 50.000 dưới 60 kg mấy chị. Áo này là form rộng giấu quần. Rồi chốt giùm em luôn là hồng 50.000 dưới 60 kg nha. Rồi thun thái kèm cái túi nó có 50.000. Rồi chốt giùm em luôn là hồng 50. Rồi hồng cho em luôn 50, hai lấy hồng chút hồng 50. Rồi quần trắng mặt nhà cho em luôn 39.000 kaki, siêu xịn mịn luôn. Em cho mấy chị đánh mấy giặt giả mang luôn, nó không bị vấn đề gì luôn. Rồi quần trắng 39, chốt cho em luôn quần 39. Quần 39 cho em luôn dưới 60 kg ha. Hồng 50 ni bông, xanh 50 điệp oanh. Rồi chốt quần 39 mấy chị dưới 60 kg. Ui áo này đẹp quá. Rồi lên cho em luôn Minh Thiệu 39. Trời ơi áo này đẹp quá, chốt giùm em luôn mấy chị ơi, chốt liền nha. Rồi mã này mấy chị chốt giùm em là đẹp 50, đẹp cho em luôn 50. Quần cơ còn không đem em lại đó, đưa chị đi quần. Quần trắng em hết rồi, em còn quần màu khác. Rồi lên cho em luôn là đẹp 50, đẹp cho em luôn 50 dưới 57 kg nha. Ở thun thái mấy chị, đã lắm. Chắc thun thái thôi khỏi đi vàng rồi, mát mịn mấy chị. Đẹp 50, chốt đẹp 50 giùm em ha, đẹp 50. Quần trắng em hết rồi, lên cho em luôn quần nâu. Quần nâu 39. Quần nâu 39 mấy chị dưới 60 kg, hai bên có túi nè, kaki đúng 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 xịn luôn. Chắc nó bền lắm. Rồi đẹp 50 thì hiện đẳng lên số giùm em chị ơi. Rồi quần đen nè, coi còn quần đen không. Quần đen 39 một cái luôn nè, cho chị Tiết Nhung nè. Rồi nâu, Nguyễn Chi Ân Bình, chị nhận hàng chưa chị ơi? Chị nhận hàng giùm em được chưa? Rồi lấy nâu chút nâu 39 giùm em, nâu 39. Nâu 39 đó mấy chị ơi, nâu 39 nha. Rồi lên cho em luôn là xanh 39, quần cơ kỳ mặt nhà. Rồi xanh 39 hay lấy xanh chút xanh 39 nè. Xanh 39. Rồi có màu xám nè, quá đẹp luôn, rồi xám. Rồi lên cho em luôn xám 39. Hay lấy xám chút xám giùm em luôn 39. Còn đen không em? Còn cục nào nữa không? Không. Hết đen rồi chị. Chị Hiền đặng lấy số đi chị. Nâu Tiết Nhung. Rồi nâu Yên Bình. Hết nâu. Rồi gọi chị Gầu có luôn. Rồi lên cho em luôn xám. Xám chuột dễ mang mấy chị. Xám, xám 39. Xám 39 Tiết Nhung. Rồi lên cho em luôn xanh. Xanh ai lấy xanh chút xanh 39. Xanh 39, xám 39. Chị nào lấy chốt nha. Ở vài quần xám 39, xanh 39 giùm em mấy chị ơi. Quần này mang ở nhà xuống lắm, 39.000 dưới 60 kg mang vừa cho em. Rồi lên cho em mấy chị luôn ha, xám 39 cho chị Phùng Nguyễn xuống hội luôn giùm em chị nhớ. Rồi xanh 39 ok luôn, một xanh một xám luôn. Rồi cho chị Hiền Trinh đi luôn nha hết. Rồi qua mấy chị. Chị Hiền đặt mặt 2 lên số cho chị. Rồi hết rồi mấy chị ơi, hết rồi. Qua cho em luôn cái quần này. Qua cho em họa tiết quần này. Đây. Rồi lên cho em luôn họa tiết 39. Họa tiết kem luôn 39. Họa tiết 39 đặt hàng lên luôn số điện thoại giùm em liền giùm em nha mấy chị đẹp nha. Rồi lên cho em luôn họa tiết 39 kèm số điện thoại dưới 60 kg mấy chị ơi, đỉnh luôn. Trời ơi nè. Mặc lên quần hơi bị đẹp, họa tiết 39 nhanh tay giùm em luôn, còn vài quần hết rồi. Chốt họa tiết 39 cho em mấy chị, họa tiết 39. Họa tiết 39 giùm em luôn dưới 60 kg mấy chị đẹp ơi. Họa tiết 39 đi ạ. À.
Họa tiết 39 nha. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi, bộ này chút giùm em luôn hết. Rồi mã này chút giùm em luôn là bộ này. Họa tiết 39 chiếc nhung này. Ok chị Nhi Băng này, chụp lại địa chỉ luôn giùm chị đi. Rồi lên cho em luôn là bộ 40. Bộ giùm em luôn 40 mấy chị, dưới 57kg nha. Bộ 40.000 dưới 57kg mấy chị ơi. Hàng bơm em nói mấy chị là bán nhắm mắt bán đại luôn, không suy nghĩ gì đâu mấy chị, bán thí bán đại vậy, miễn đi đơn, miễn ra đơn rồi rồi. Rồi bộ 40 với 57kg nè. Bộ 40 với 57kg. Nhìn đạm đặt cái quần lên số đấy chị. Ờ cái set này hơi bị đỏ luôn nha. Rồi lên cho em luôn mấy chị, set 60.000 mấy chị ơi. Một áo một quần rút da Heaven tuyệt vời luôn, set 60. Rồi lên cho em luôn là set 60, quá trời đẹp. Bộ 40 Thảo Vũ nè, set đẹp quá luôn. Rồi lên cho em luôn là set 60 nhanh tay luôn mấy chị, với 55kg quần rút da Heaven. Mặc mấy cái rút dây, rút dây có cái mông mình hiền lắm. Rồi mấy chị không lấy họa tiết, họa tiết đẹp mà. Họa tiết đi mấy chị, họa tiết đi ạ. À? Họa tiết 39.000 một quần nha. Họa tiết 39.000 một quần với 60kg. À nếu họa tiết có họa tiết ha. Rồi xét cho chị Xu đi Mỹ, xét này đúng đẹp luôn. Xét đúng đẹp luôn mấy chị. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ha. Cái này chút giùm em luôn là xanh 40, còn bộ xanh 40 nè. Xanh 40 giùm em luôn dưới 57kg với chị. Cái này vải, vải cực mát luôn, như bạn thun lạnh vậy nó mát lắm. Rồi xanh 40, xanh 40 giùm em luôn dưới 57kg đi mấy chị. Xanh 40 dưới 57kg ha, lấy xanh chút xanh nha. Xanh 40 dưới 57kg chút xanh 40. Xanh 40 dưới 57kg. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị siêu phẩm ngối dài. Rồi ngối dài đen này cho em luôn 95.000. Rồi lên cho em luôn là đen 95.000 mấy chị, dưới 57kg nha. Đen 95 dưới 57kg hay lấy đen chút đen nè. Đơn trước như băng nhận hàng được chưa em? Rồi cái này chốt giùm em luôn là đen mấy chị ơi, mã ngối dài nha, con gấu này là con gấu theo. Đen 95. Đen giùm em luôn 95 mấy chị, với 55kg ha. Đen 95 với 55kg. Đen 95 tuyết nhung. Rồi cái này chốt giùm em luôn heo. Ngối heo số 9.000. Ngối heo cho em luôn 69.000 mấy chị, với 57kg, hơi bị cua te bánh bèo dễ thương luôn. Rồi xanh 40 lương huỳnh. Rồi chốt giùm em luôn là mã heo nha, heo 69 ngố. Heo 69 mấy chị bộ ngố. Heo 69 với 57kg nha. Heo 69 với 57kg. Dạ mà sao có điện thoại chị em gọi không được ta, rồi shipper có giao được không? Rồi đang cho em luôn là set 60. Set 60 giùm em luôn mấy chị với 55kg. Trời ơi bộ này đẹp lắm. Set giùm em luôn 60 với 55kg nha. Set 60 với 55kg chút set. Set 60 với 55kg chút set 60. Rồi cái quần này quần gì đây? Rồi 9 tắc size 7. Chị Hiền đặng lấy số đi chị. Rồi 9 tắc size 7. Set 60 thấy là. Rồi lên cho em luôn á chị ơi, 9 tắc. À rồi ok chị. Rồi lên cho em luôn quần 9 tắc size 7. Quần 9 tắc size 7 mấy chị, hàng co giãn xịn mịn luôn 120. 9 tắc size 7 sale luôn 120. 9 tắc size 27 sale luôn 120. Rồi ngó heo Thu Linh ghé. Thu Linh còn đơn không ta? Rồi tiếp cho em luôn nha. Áo đông mai không bán cho chị. Rồi lên cho em luôn mấy chị, ngó cam số 9. Ngó cam một ngó beo này dễ thương chưa? Rồi 120 luôn cho chị Tú Phan Anh khách quen. Rồi lên cho em luôn là cam. Đơn này chị đang qua gửi đó. Rồi lên cho em luôn là cam mấy chị, cam số 9 đẹp quá ha, ngố vải đẹp lắm. Cam số 9, chút cam số 9 đi mấy chị ơi. Rồi cam số 9 nha. Thiệt hào của em. Rồi lên cho em luôn là xanh 69. Xanh cho em luôn 69 hay lấy xanh chút xanh. Ngố bên em thì thôi mấy chị, em bao chất liệu vải luôn á. Mặc sướng lắm mà rẻ và đẹp nữa. Quần ôm và áo là phơn rộng luôn nha, phơn chuẩn luôn, phơn đẹp luôn á, mấy cái áo ti ti đâu. Rồi xanh 69 nè. Rồi áo Thu Thái với quần này cho em luôn 50 với chị, chốt trắng giùm em luôn 50. Áo này hồi lâu rồi chị, lâu lúc trước em có bán mà hết rồi chứ. Rồi lên cho em luôn là trắng 50 với chị dưới 60kg nha. Nè kèm cái túi nè. Trắng 50 giùm em luôn dưới 60kg mấy chị, kèm cái túi nha.
quan trọng dấu quần đó, kèm cái túi, ok chưa? Rồi 50.000 thôi, sale luôn hàng bơm. Trắng, trắng 50. Chú trắng 50 đi mấy chị. Cô bé ngốc cố cam số 9. Nhật Giang thấy Phùng Minh Sơn có hàng đó chị. À, Phùng Nguyễn Hình Dung qua chị có bộ cho máy đúng không? Rồi này chú cho em luôn ngố đen. Trời, ngố đen này tuyệt vời luôn nha. Sẽ lưng phía sau mấy chị. Sẽ lưng với cái quần ngố đấy cao 69 ngàn. Lên cho em luôn ngố đen số 9 ngàn nè. Rồi ngố đen cho em luôn số 9 ngàn mấy chị. Ngố sẽ lưng phía sau nè. Nhưng mà cái quần mặc vô lại đáy cao nha. Đó, ngố kỹ quá. Cái góc với lại hiền đặng lên số đi chị. Rồi này chú giùm em luôn á chị. Rẻ quá trời á. Ngố cam số 9, ngố đen số 9 giùm em luôn. Hòa tiết 39 luôn cho chị Hiền trên đi một quần nè. Cam số 9 mét rồi đen cho Thu Tì NT nè. Rồi tiếp luôn mấy chị. Rồi khóa này cho em luôn ha. Rồi khóa số 9. Rồi khóa cho em luôn 69. Hay lấy khóa chú khóa số 9 nè. Khóa 69 ngàn cho em luôn với 55kg mấy chị. Khóa 69 dưới 55kg. Kem đang mở bụng có luôn chị đẹp nha. Rồi đen cho em luôn khóa 69 ngàn dưới 55kg nha mấy chị ơi. Hàng theo mà phơm cái này là phơm vừa nha. Khóa 69 với 55kg mấy chị. Phơm vừa đẹp lắm. Khóa 69 với 55kg. Rồi quần hồng 39 ngàn. Áo trắng 50 luôn nha chị Trần Thảo đang cứu hộ giùm em nha chị ơi. Cô rồi. Bán ngốc với lại Hiền Đặng lên số đi chị. Hiền Đặng bỏ ra đây đi, chắc coi đang like là ngủ quên rồi sao. Rồi hồng cho em luôn 39 ngàn dưới 60kg cơ kỳ. Hồng 39 dưới 60kg, chút hồng 39 giùm em nha. Hồng 39 dưới 60kg mấy chị. Rồi lên cho em luôn là xanh 50 ngàn dưới 57kg thun thái. Xanh 50 với 57kg lấy tăng mỡ chị luôn. Lấy cái gì ta? Gọi bồ kết xả chanh cho chị luôn. Nâu nha. Rồi này chốt cho em luôn xanh 50 với 57kg thông thái. Cô bán ngốc với lại xanh 50 với 57kg thông thái. Đặt hàng mấy chị lên luôn liền cho em cái số điện thoại đi mấy chị ơi. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị sọc 39 ngàn. Sọc 39 ngàn giùm em luôn mấy chị dưới 60kg nha. Quần cơ kỳ. Sọc 39 ngàn dưới 60kg anh ấy sọc chút sọc. Sọc 39 ngàn dưới 60kg. Xanh 50 đi chị Loan Loan số họ đi chị ơi. Em bút tay gọi giúp đơn cho em chưa? Gọi đồ là đi rồi nha em. Đơn của chị Mai Võ. Còn một cái đơn của chị Mai Võ. Khách về quê từ chối nhận hàng. Mới bơm về một cục hàng chị. Ghi ở ngoài là khách về quê từ chối nhận hàng. Đó. Rồi này chốt giùm em luôn là ngố. Rồi ngố xanh cho em luôn 69 ngàn dưới 57kg nha. Ngố xanh cho em luôn 69 ngàn dưới 57kg. Chú ngố xanh số 9 nha mấy chị. Ngố xanh số 9. Rồi sọc cho chị xanh xanh 39. Rồi lên cho em luôn mấy chị ha. Xuất sắc chưa. Xanh 69 ngàn dưới 57kg. Chú xanh số 9 giùm em nè. Xanh số 9 dưới 57kg nha. Rồi mã này chút giùm em luôn là họa tiết 39 ngàn. Họa tiết BBOO mấy chị. Họa tiết 39 ngàn dưới 60kg giùm em nha. Họa tiết 39 ngàn dưới 60kg giùm em nè. Họa tiết 39 ngàn dưới 60kg. Rồi đây chị tan mỡ. Rồi cao nóng lá rừng tan mỡ giùm em luôn 60 ngàn. À 69 ngàn một lọ nha. Tan mỡ cao nóng lá rừng 69 ngàn một lọ. Tan mỡ giảm cân và mờ rạn cho em luôn nha mấy chị ha. Đây. Giảm cân, tan mỡ, mờ rạn sâu sinh giùm em luôn. Một hộp này là 200ml mấy chị xài rất là lâu ha. Tan mỡ mờ rạn mấy chị nha, giảm cân 69 ngàn một hộp, mua 7 tiếp giá sỉ là 39, ok chưa? Rồi khóa caro này cho em luôn mấy chị, mã khóa caro. Khóa caro này cho em luôn 65 ngàn dưới 60kg nha. Khóa caro cho em luôn 65 ngàn dưới 60kg. Cô bán ngốc lên số đi chị. Coi giảm hàng theo đã lắm luôn mấy chị. Được nha, được tan mỡ ghé được. Rồi thì chị ở Cà Mau chứ đâu. Cục hàng mới về em còn bơm em còn để đây nè. Rồi này chốt giùm em luôn caro. Caro cho em luôn 69 ngàn. Caro cho em luôn 65 ngàn chứ. Caro cho em luôn 65 ngàn mấy chị. Cho em coi hủ tái cho mở chết cho Huế rồi đợi xíu luôn. Caro 69 ngàn với 60kg nha. Tan mỡ chị nào lấy thì chốt giùm em luôn tan mỡ mấy chị. Tan mỡ mách xoa nha 69 ngàn cho em báo không mang không bán.
Rồi này chú giùm em luôn có chị gọi bồ két sợi chanh hoa bưởi. Tăng mở luôn Nhạc Trường lên số điện thoại đi bạn ơi. Tăng mở Nhạc Trường 69. Tú Nguyễn có lấy không? Tú Nguyễn ơi. Rồi lên cho em luôn mấy chị một cái mã siêu phẩm vừa thơm vừa rẻ vừa xịn vừa mịn nha mấy chị. Bồ két xả chanh hoa bưởi, trị nấm, trị gầu, trị ngứa, thơm giả mang luôn 50.000 cho em. Mình xài cả gia đình đều được luôn nha mấy chị ha. Gọi 50 kèm số điện thoại luôn cho bà Nhi. Mua trên 5 hộp giá sỉ 35.000. À 30.000 chứ. Rồi Tú Nguyễn một tăng mở ok chị nè. Rồi lên cho em bồ két xả chanh hoa bưởi 50.000 một hộp, mua 7 hộp sỉ 30. Rồi cái này quế nè mấy chị ơi, tẩy tế bào chết quế, quế hồ trời ơi. Đi mặn thân nhi cũng xài cái hộp này. Nói chung là không biết hiệu quả ra không là không nói nha. Riêng mấy chị chỉ cần mở ra thôi, thoa lên da thôi. Em nói mấy chị nó thơm nhã mang luôn. Nó thơm cực kỳ luôn mấy chị, mà da mấy chị tẩy xong nha, nó mềm mà em nói mấy chị nha. Cái kiểu như là rờ cái da của mình nó sạch vô cùng luôn mấy chị nha. 101 một hộp giùm em. Em cái em xài cả 4-5 tháng không hết em mấy chị nha. Một tuần mấy chị tẩy 2 lần. Rồi mấy chị xài kem dưỡng thì gì mấy chị xài nha mấy chị. Da mấy chị khi mấy chị xài kem em nói nó thấm cực kỳ luôn. Rồi lên cho em luôn quế hồi, tẩy tế bào chết quế hồi giùm em 101. Trời ơi mê lắm. Người ta đang bán cái chai này 140, 150. Cả 380ml mấy chị, xài cả 4-5 tháng không hết. Tại bên này em Nhi xài, em Nhi nói là sự với mấy chị luôn. Nói chung là không có thời gian mà tắm lâu đâu mấy chị. Mình bôi lên 10-15 phút thôi, mình xả bằng nước sạch thôi là ok rồi. Rất là thơm luôn. Thơm cực kỳ luôn. Rồi tẩy tế bào chết 101 luôn cho chị Tú Phan Anh. Rồi gọi 50 cho chị Linh Khánh. Có rụng, có rụng tóc luôn. Lấy gội thì phải lấy xả luôn cho chị chứ. Chị bán luôn nguyên combo luôn cho khách. Rồi cái này chốt cho em luôn. Nếu mà rụng tóc á là em qua cho chị là xịt bưởi đi. Đó. Rồi lên cho em luôn là ngố loan 69.000 với 57kg nè. Rồi ngố loan ok luôn. Úc Thuận, Úc Thuận ghé lái. Rồi lên cho em luôn ngố loan 69.000. Ngố loan cho em luôn 69.000 dưới 57kg. Chút mã ngố loan cho em. Trời đẹp quá trời. Chị ủng bơ á. Quá trời quá trời. Lấy chị ủng collagen ra đây. Rồi lên cho em luôn mấy chị xuất sắc nha. Ngố, ngố loan 69.000. Ngố loan cho em luôn 69.000. Em ra cái đống ở chỗ chị để ngay cái đó. Mai đóng đang kiếm cái đơn mai bỏ cho này. Rồi này chốt giùm em luôn ngố L. Ngố CL giùm em luôn mấy chị. Ngố vu xì CL em xe luôn 100. Ngố vu xì CL em xe luôn 100 em mấy chị ha. Cái này đáy cao chất rinh nha. Rồi ngố CL cho em luôn 100. Ngố CL cho em luôn 100. Ngố CL 100 chị nào lấy chốt rồi. Có gội là phải có ủ tóc mấy chị. Ủ tóc siêu mềm một tóc như mấy chị luôn 50.000 một bịch. Rồi lên cho em luôn ủ tóc collagen phục hồi tóc hư tổn với mấy chị ha, siêu mềm mượt tóc với mấy chị luôn 50.000 một bịch. Rồi chốt giùm em luôn là ủ 50 kèm số điện thoại nha, xài mấy tháng không hết. Ngố luôn lương hình 69. Chị Nhật, chị Nguyễn Nhật Trường có là chị cô bé ngốc lên số đi chị. Rồi cái này chốt giùm em nè mấy chị. Rồi tẩy tế bào chết luôn nè cho chị Trinh Trinh ok chị nha. Gửi nè, ghi số điện thoại vô. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị một cái em siêu phẩm xịn mịn quần 39.000 dưới 60kg bịch đen á. Quần 39.000 dưới 60kg hay lấy quần chút quần nha. Quần 39.000 dưới 60kg. Quần 39 dưới 60. Ôi mã xích dây mấy chị ơi, siêu cân luôn, sale luôn 60.000. Xích dây có mít ngực giùm em nha, dễ thương lắm. Rồi lên cho em luôn là xếp 60. Xếp 60 giùm em nha mấy chị ha, dễ thương chưa? Chắc đúng đẹp luôn. Rồi xếp giùm em luôn 60 với 55kg nha. Xếp 60 với 55kg. Rồi quần cho chị Xu Thiên Nguyễn 200 đi rồi nha. Chốt quá là cho đi liền luôn bà ơi, chứ đâu có giữ làm gì đâu. Rồi lên cho em luôn xếp 60 với 55kg. Chị này là tên gì ta? Mai Võ hả? Cái này Võ Mai. Cái này em lộn rồi, cái này là Võ Mai. Cái này ở Bình Dương. Xin lỗi chị nha, xin lỗi chị nhiều nha. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị. À, tại em kia em thấy chị có 20 đơn gì chị chưa nhận đó, em tưởng cục này chứ. Rồi quần họa tiết cho 39. Lên cho em luôn là họa tiết 39 dưới 60kg giùm em nha. Họa tiết 39 dưới 60. Rồi lên một cái mã xếp dập ly này giùm em luôn, đẹp lắm. Dập ly của Yến nè mấy chị. Rồi xếp dập ly này giùm em luôn nè. Xếp 60 cho chị Điệp Nguyễn Hồng đến số điện thoại nha chị đẹp ơi.
Rồi lên cho em luôn là dập ly 9 80 ngàn thôi. Chị Nguyễn Nhật Đường, chị cô bán ốc lên số đi chị. Rồi xếp dập ly ông ấy đúng đẹp luôn nha. Rồi lên cho em luôn là dập ly 80 thôi mấy chị, dưới 60kg nha. Rồi dập ly cho em luôn mấy chị, dập ly đi. Dập ly cho em nha, 80 ngàn dưới 60kg ha. Rồi Phát Nỉ em còn một cái cho mấy chị, hàng VIP luôn, siêu xịn mịn luôn, 85 ngàn chú giùm em luôn. Phát Nực Khoát, khoát cho em luôn 85 ngàn dưới 60kg. Dập ly nhặt da nha, khách quen nè. Rồi nỉ này đẹp lắm bà ơi, chốt liền đi bà ơi, đẹp lắm luôn á. Trời ơi, nỉ mà nỉ đẹp lắm, cánh vô phong rộng. Nỉ luôn cho không không. Rồi đẹp lắm không mua không được. Rồi tiếp nha mấy chị ơi. Rồi lên cho chị luôn một cái mã set nữa nè, set 60 nữa nè. À lên set 60, chú set 60 giùm em luôn, còn set nha, set 60 ngàn giùm em luôn. Rồi phải đẹp lắm, quần vợ váy áo có mít ngực mấy chị, set 60. Chị Hồng lên số đi chị. Ôi cái này bị lỗi rồi. Set này bị lỗi rồi mấy chị. Chị Nhật Giang với là chị Nhật Giang khách quen. Chị Điệp Nguyễn Hồng, chị Nguyễn Nhật Trường lên số đi chị. Rồi dây lên này cho em luôn mấy chị, dễ thương chưa. Rồi lên cho em luôn là dây lên nha. Coi tầm sao đi trời. À, rồi rồi. Rồi dây cho em luôn 35 ngàn dưới 60kg mấy chị. Dây 35 với 60kg ha. Trời cái dây này siêu mềm mịn luôn á, mịn đông mà mắc rượi. Rồi dây cho em luôn 35 với 60kg dây lên. Dây 35 với 60kg với ông chị mấy cái áo khoác nỉ ngoài kia. Mấy khách. Rồi khoác ca kia, ủa không phải cái này à... Cái này là sơ mi phông rộng mấy chị, sơ mi phông rộng như Nhi đang mang vậy đó. Rồi sơ mi phông rộng cho em luôn 90. Sơ mi 90 mấy chị dưới 60kg ha. Trời cái này hàng ca kia nhung nha, đẹp lắm. Điệp Nguyễn Hồng với lại chị Nguyễn Nhật Thương lên số chị. Rồi lên cho em luôn sơ mi 90, sơ mi này đẹp giả mang. Rồi lên khoác cho mấy chị mua nè, khoác xám nè. Lên cho em luôn khoác xám 85 ngàn dưới 60kg nè. Khoác xám cho em luôn 85 ngàn dưới 60kg ha. Khoác xám cho em luôn 85 ngàn dưới 60kg nha mấy chị ơi. Sơ mi 90 chị mang với mấy quần ngố đẹp lắm. Sơ mi 90 em chú cho chị Tú Phan Anh. Trời ơi lên khoác xám nha mấy chị, chắc hơi bị đỡ. Mang đẹp lắm, dưỡng da dưỡng kem hay là đi làm sớm đồ ấm lắm. Ấm cực kỳ luôn mà cái này phân rộng nha. Rồi dây 35 luôn cho Điệp Nguyễn Hồng nè. Wow. Trời ơi khoác 87 đúng đẹp luôn. Nguyễn Hồng lên số đi chị. Dây kéo thì dây cái xịn đúng không chị. Trời ơi 85 ngàn à. Rồi lên khoác 8 giùm em luôn 85. Rồi lên luôn khoác nỉ 85. Khoác nu. Rồi khoác nu cho em luôn 85 phải đẹp lắm. Rồi nu cho em luôn 85. Ai lấy nu chút nu nha. Nu 85. Này là nỉ phong rộng giùm em nha. Dưới 60kg mang vừa. Rồi này chút giùm em luôn là nu. Nu 85. Nu 85. Xám 85. Chị nào lấy được thì chốt nha. Chị Nguyễn Nhật Trường đặt một tiếp đang mở lên số đi chị. Rồi khoác hồng này phom lửng này cho em luôn mấy chị, khoác hồng phom lửng nha 69 ngàn. Khoác hồng cho em luôn 69 ngàn nu nè. Hữu Ngọc này 85 nè. Chút đơn đi 80 ngàn cho bên em đi đơn nha. 885 cho Bùi Thị Hạnh nè. Rồi lên cho em luôn hồng mấy chị 69 ngàn dưới 55kg nè. Hồng 69 ngàn dưới 55kg ha, lấy hồng chút hồng nha. Burberry hàng theo. Hồng 69 mấy chị dưới 55kg. Hồng 69 với 55kg ha, lấy hồng chút hồng. Rồi lên cho em luôn là khoác rêu 85. Rêu 85 dưới 60kg giùm em nha. Rêu 85 mấy chị dưới 60kg ha, lấy rêu chút rêu nè. Chị Nguyễn Thanh lấy màu gì chị. Rồi lên cho em luôn là rêu nha. Rồi rêu cho em luôn mấy chị 85 ngàn dưới 60kg mã rêu. Rồi rêu cho em luôn 85. Rồi tiếp giùm em luôn là xám 85. Anh lấy xám chút giùm em luôn xám 85 ngàn mấy chị ơi, khoác nỉ nha, phom rộng. Rồi xám cho em luôn 85 ngàn mã xám mã rêu. Mã xám mã rêu 85. Rồi áo loan này cho em luôn 35 ngàn dưới 60kg mấy chị. Loan 35 dưới 60kg nè. Loan cho em luôn 35 dưới 60kg, hay lấy loan chút loan nha.
Ngủ 2 giây có chị ơi. Rồi Loan cho em luôn Loan. Loan 35.000 cho 60 kg. Quần, quần dập ly 39.000. Quần dập ly mặt nhà 39.000. Quần 39. Quần cho em luôn 39 với chị dưới 60 kg nha. Reo nương huỳnh 85 vải đã lắm. Ngủ 2 giây có chị. Rồi này chú giùm em luôn nha. Dung tiên hôm qua đặt có cái à, dựa thêm chị. Rồi quần, quần 39. Quần 39 với 60. Rồi màu xanh lúc nãy đó Nguyễn Thanh, màu xanh lúc nãy nào chị hết rồi. Rồi còn xám nè. Rồi qua màu khác cho chị. Rồi này chú giùm em luôn khoác ta kia nhung 95.000. Khoác vàng cho em luôn 95.000 dưới 60 kg nha. Khoác vàng cho em luôn, khoác vàng nha. Khoác vàng này, khoác xám 85 cho bé Trần này. Chị Nguyễn nhặt đường đấy. Khoác nỉ màu xanh lúc đầu hết rồi chị, còn đâu chị. Rồi này chú giùm em luôn là khoác ca nhung nha 95. Khoác vàng cho em luôn 95 mấy chị ơi, dưới 57 kg nha. Khoác vàng 95 với 57 kg. Rồi lên tiếp giùm em luôn mấy chị ơi, xanh dương. Quần 39. Loan 39 cho Hạnh Tô. Rồi lên cho em luôn là xanh dương. Trời ơi mấy chị có áo đúng đã luôn. Rồi xanh dương cho em luôn 39.000. À quên, xanh dương 85.000 mấy chị ơi. Áo nỉ, áo nỉ phông rộng nha. Rồi lên cho em luôn xanh dương 85. Xanh dương cho em luôn 85 chút liền. Xanh dương 85. Trời ơi vải gì đã dữ vậy trời. Hàng này nếu em thì mấy chị treo số bán 150-200 ok luôn. Không ai tin luôn. Nỉ là nỉ đúng đẹp luôn á mấy chị. Rồi xanh dương 85 cho em nè. Xanh dương 85 đúng đẹp. Xanh dương 85 mấy chị, mấy cái bộ dây ngủ trên tay kia em. Rồi này chốt giùm em luôn mấy chị, dây 35.000 dây lên nha. Ba lỗ giùm em luôn 35.000 dưới 60 kg. Mấy chị vào bấm chân bay cho em nha mấy chị. Mấy chị vào bấm theo dõi chân bay chia sẻ giùm em nha. Rồi lên cho em luôn ba lỗ 35.000 dưới 60 kg nè. Khoác vàng 9500. Lấy chị chai xịt bưởi em ơi, với lại chị hôi nách luôn cho mấy chị này chị mua. Rồi này chú giùm em luôn mấy chị, ngố 69.000. Ngố cho em luôn 69.000 dưới 60 kg nha. Ngố 69.000 dưới 60 kg. Ai lấy ngố chút ngố giùm em nè. Ngố 69.000 mấy chị dưới 60 kg. Chút mã ngố 69. Mấy đứa uống nước cam không? Rồi ba lỗ 35 mấy chị Thúy Trương. Uống cái gì keo nè. Ngố số 9 là thu thì NT. Cam đi cho nó bổ. Có cam, cam đi bà ơi. Chị lấy em 3 ly nước cam nha. Dạ dạ dạ. Rồi xanh dương 85 cho toàn loa. Toàn Loan này 85. Bóp bóp cái gì mấy cái khoáng người ra đây. Rồi lên cho em luôn á chị. Rồi lên siêu phẩm này giùm em luôn. Dây ngủ mặt nhà. Em nói với chị vừa mặt nhà được vừa mặt ngủ được. Cái này hàng Latin giùm em nha. Chốt giùm em luôn là xanh đen. Xanh đen 79.000, 3 bóng cá thôi. Xanh đen 79.000 dưới 60 kg mấy chị. Xanh đen 79.000 dưới 60 kg cho em. Trời ơi. Xanh đen 79.000 dưới 60 kg nè. Chị ái này khu vô bán không hả? Không, nên chưa chứ coi đủ không rồi chứ. Rồi này chốt giùm em mấy chị, xuất sắc luôn. Xanh dương hết rồi chị, còn đâu khách lấy rồi chị. Mình đặt chắc cú một lần giùm em nha, chứ đừng có đổ tới đó luôn mấy chị, bên em đâu có nhận đổ tới đó luôn đâu. Rồi này chốt giùm em nè. Rồi dâu nè. Rồi dâu Latin mấy chị 89.000 dưới 60 kg, hai bên có túi nha. Trời ơi nguyên bộ luôn. Đẹp lắm, nó dễ thương, nó bánh bèo lắm. Rồi dâu 89.000 dưới 60 kg, chốt mã dâu 69. Dâu 89 với 60 nha. Rồi lấy dâu. Đúng dâu. Rồi lên cho em. Trời ơi cái nu đó là quá đẹp luôn á chị. Yeah, cái màu nu là cái màu đẹp nhất luôn mà chị đổi tiếc ấy. Nu đẹp lắm. Rồi cái này chú giùm em luôn là cam. Dâu cho chị Trang Nguyễn ok chị, số điện thoại giùm em. Có này còn không? Có này đi đó còn không em? Hình như cái gặp đi này nó quá trời luôn mà. Không, tùy bộ chứ bộ. Rồi này chú giùm em luôn cam. Trời dễ thương quá ha. Latin đúng đẹp mà nó dễ thương mà nó có túi sâu nữa. Rồi lên cho em luôn là cam 89.000 dưới 60 kg. Cam 89.000 dưới 60 kg cam. Cái gì đó? Gì đó? Rồi tiếp giùm em luôn đen. Đen cho em luôn 89.000 dưới 60 kg. Chút đen, đen Adidas nè. Bao xanh. Hết rồi, hết dâu rồi. Thu thì NT và qua mẫu khác đi. Có tùm lum tùm la mẫu nè. Rồi lên cho em luôn đen Adidas đi. VIP luôn. Hết dâu rồi mấy chị.
hết dâu rồi mấy chị qua cái khác đi mấy chị. Rồi lên cho em luôn là đen. Đen 89, đen Adidas này sang xịn mịn luôn. Đen 89 với 60kg ha, chốt đen nè. Rồi cái này em chốt cho mấy chị luôn là có vịt con nha. Có giống mà không? Phải, em giờ mà con mắt đen mà sao mà lộn được. Rồi dâu muội cho Thu Thì NT, còn không? Rồi cam luôn cho Điệp Nguyễn Hồng. Ôi bộ này đẹp lắm mấy chị ơi, lịch sự luôn mà vải nó đẹp mà bộ nó cũng dễ thương nữa. À, áo không mang không bán cho chị hết rồi. Rồi đen luôn cho chị Điệp Nguyễn Hồng nè. Ôi đẹp lắm, bộ này đẹp trời ơi, cái bộ con vịt này dễ thương chưa. Rồi đen cho em luôn vịt 89.000 với 60kg ha. Có 40kg mấy chị mang cũng được ha. Cái này là dạng mà bánh bèo dễ thương á mấy chị. Mà có quần này, cái quần cưng lắm. Rồi có cái túi hai bên nữa. Rồi lên cho em luôn vịt 89 nha. Vải mát lắm. Vải nó mát mà nó không nhăn, nó không xệ gì luôn á mấy chị. Rồi này chốt giùm em luôn là mã tim nè. Tim thì 79. Tim dây nhiễn 79. Tim 79 nha. Tim 79 giùm em luôn dưới 60kg ngoài đầu. Hai bên có túi nha. Chốt tim 79 nè. Tim 79 rồi xám sexy là đi. Rồi dâu Thu Thì có em. Rồi lên cho em luôn là mã 8. Xám này cho em luôn mấy chị xám nha. Rồi lên cho em luôn là bộ xám mấy chị. Xám này là bộ Latin luôn 89.000. Xám 89.000 giùm em luôn dưới 60kg này có mút ngực nè. Rồi chốt giùm em luôn là xám nha. 89.000 dưới 60kg nè. Rồi lên cho em luôn mã gấu. Trời ơi gấu, gấu dễ thương chưa mấy chị ơi. Rồi lên cho em luôn mã gấu nè. Dễ thương quá. Rồi vịt luôn cho chị Điệp Nguyễn Hồng nè. Đơn chị Điệp Nguyễn Hồng mà trên 500 là cọc giùm em 100.000 đi Viettel đi đơn nha. Có số tài khoản bắn thì càng tốt nha chị. Còn đơn trên 1 triệu là cọc 200 nha. Còn ai thương tình thì cọc hết thì mừng hết lớn luôn. Rồi lên cho em luôn mở gấu. Gấu cho em luôn 89.000 với 60kg nha. Gấu. Rồi cái này tim dây nè. Tim dây cho Điệp Nguyễn Hồng nè. Xám luôn cho em yêu anh nè. Bộ này đẹp lắm. Rồi lên cho em luôn là mở gấu. Gấu 89.000 với 60kg mấy chị ơi. 40kg gì mà ai cũng được nữa nha. Quần có túi nha. Quần hơi bị cua tay dễ thương luôn. Rồi lên cho em luôn mở gấu 89 nè. Rồi xanh đen là 79 mấy chị. Chắc Latin hết. Mấy chị biết chắc phải Latin này rồi. Em nói mấy chị là cực me tiểu đỉnh luôn. Rồi lên xanh 79 nha. Xanh 79 với 60, 40kg mấy chị mang cũng được rồi. Rồi màu đen gấu nè. Hồi nãy là đen Adidas. Còn cái này là đen gấu quá đẹp luôn. Thì cái này 79. Đúng rồi. Rồi lên cho em luôn là mã đen gấu. Đen gấu cho em mấy chị 89.000. Đen gấu 89.000 có quần và có túi giùm em nha. Đen gấu. Đen gấu 89.000. Mã đen gấu. Rồi lên cho em luôn một cái em nu. Mấy chị em nu quá là dễ thương nè. Rồi lên cho em luôn một cái mã em nu. Nu. Nu 89 với 60kg mã nu. Nu 89 với 60kg chút giùm em luôn là nu. Gấu nha. Gấu, gấu hồng đúng không? Gấu hồng cho Điệp Nguyễn Hành 89. Rồi lên cho em luôn là mã nu. Ai lấy nu chút nu giùm em nha. Mã nu. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Dâu còn một bộ nè. Ai lấy dâu chút dâu giùm em nè. Dâu xuất sắc luôn mấy chị. Vừa dâu vừa búp bê nha. Dễ thương quá xá luôn. Rồi ai lấy dâu chút dâu nha. Rồi ai lấy dâu chốt dâu mấy chị ơi. Rồi qua cầm lên luôn đi. Rồi hồi nãy chị nào hỏi hỏi cái rụng tóc nữa mấy chị. Cái này là xịt bưởi nha, dưỡng tóc này, kích thích mọc tóc này, chống rụng tóc này. Đó em bán chị 35.000 một chai. Rồi lên cho em luôn xịt bưởi 35.000 chai, 100.000 ba chai. Còn mua 7 chai là 25.000 nha. Xịt bưởi 35.000 chai, kích thích mọc tóc, chống rụng tóc, phúng tóc con cho mấy chị luôn. Xịt tóc 35, xịt tóc 35. Rồi lên cho em luôn lăn Mỹ. Lăn Mỹ, lăn Mỹ. Em ghi bài ở dưới cho chị là gia lô sĩ. Rồi số điện thoại của chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị nha. Lăn Mỹ, lăn Mỹ giùm em luôn 60.000. Lăn Mỹ 60. Chị nào mà ra mùa hôi nách này, thâm nách này, có mùi hôi này, xài ngay liền cái em này cho em luôn. Lăng Mỹ, lăng Mỹ 60. Không được rồi. Trang cũng không được rồi. Làm một năm rồi mà giờ không nhớ số điện thoại. Không được thì rồi lên cho em luôn ngố đen mấy chị. Ngố đen nha, ngố đen bơm xe luôn 55.000 nè. Ngố đen cho em luôn 55.000 mấy chị với 57kg ha. Ngố đen cho em luôn 55.000 mấy chị với 57kg. Giúp mã ngố đen nè. Ngố đen 55.000 với 57kg.
Long Mỹ 60 Thanh Hương lên số thì tình yêu ơi, xinh đẹp của em ơi. Long Mỹ 60 Thanh Hương lên luôn nha. Rồi, cho xịt, xịt 35 luôn cho không không. Trời ơi, chết luôn á. Rồi, tiếp dùm em luôn mấy chị ơi, vịt rồi. Rồi, lên cho em luôn là ngố trắng 55 nè. Ngố trắng cho em luôn 55 mấy chị với 57kg nha. Ngố trắng cho em luôn 55.000 với 57kg, mã ngố trắng. Chốt liền đi mấy chị ơi, quá rẻ. Rồi, ngố trắng, ngố đen gì đó. Ngố trắng, ngố đen gì đó mấy chị. Rồi, cái này chốt dùm em luôn mã ngố sơ mi nè. Mà kèm có cái quần nữa mấy chị. Đó, một cái áo sơ mi nha, một áo sơ mi phông rộng nè, với một cái quần leggy nữa nè. Rồi mã bơm này sale 90 luôn. Ờ giống bà Nhi bà đang mang luôn vậy đó. Đó cái quần với cái sơ mi gì đó mấy chị mà mang nó dễ thương lắm. Rồi lên cho em luôn là bộ 90. Rồi lên cho em luôn là bộ 90 mấy chị, một áo sơ mi phông rộng với lại một cái quần ôm 90.000. Rẻ bèo nha em. Rồi lên cho em luôn bộ 90 đi. Rẻ đẹp quá trời, bộ 90 nhá. Bộ 90. Bộ 90 này đẹp lắm. Rồi cho chị Tú Phan Anh. Rồi tiếp cho em luôn mọi người ơi. Rồi bộ sọc này xem mấy chị luôn 40.000, mã sọc 40 bộ lửng này. Sọc giùm em luôn 40 mấy chị dưới 55kg nha. Sọc 40 với 55kg nè. Sọc 40 với 55kg một bộ à. Sọc 40 với 55kg. Rồi tiếp giùm em luôn. À, Đặng Nhiên. Đặng Nhiên chị đặt gì, đặt cái gì ta? Rồi lên áo kiểu này giùm em luôn xuất sắc. Trời ơi, cái gì em phục hết vô mặt chị rồi em. Rồi áo kiểu sọc 40 nè. Trinh Trinh nè, Trinh Trinh hôm qua mới gửi đơn hàng đó, lựa rồi gửi luôn. Rồi lên cho em luôn là hồng mấy chị, hồng kiểu 40.000. Ôi áo này mai lên xinh lắm nha, nhúng nhúng hai bên. Rồi áo 40 mấy chị màu hồng. Áo 40. Áo 40 với 55kg, cái này vải thun lạnh mát lắm. Đem cứ đi sọc qua đây cho chị đi, còn mấy bộ sọc bên kia. Rồi áo kiểu 40 chị Trang Trang. Trời ơi, ngố dài mấy chị lên cho em luôn nu 95. Rồi chốt giùm em luôn là nu 95. Nu 95 cho em luôn mấy chị, mã ngố dài ha, gấu theo nè. Rồi nu cho em luôn 95 mấy chị, nu 95 với 55kg. Gấu theo nha. Nu 95 mấy chị với 55kg. Rồi, sọc vàng hết rồi cô bé ngốc ơi, còn đỏ được không? Rồi này chốt giùm em luôn đỏ 40 nha. Rồi đỏ giùm em luôn 40 với 55kg nè. Áo trễ vai chắc không có rồi chị ơi. Rồi này chốt giùm em luôn đỏ 40 với 55kg bộ lửng nè. Thế sơ mi em hết rồi. Đỏ 40 với 55kg. Đỏ 40 với 55kg. Lấy đồ kìa quên. Bao nhiêu ta? Nè. Rồi này chốt giùm em luôn, chợ bộ đùi này đẹp nè. Đùi này đẹp lắm, rồi bán mấy chị luôn 45.000. Rồi lên cho em luôn đen 45 nha mấy chị ha. Bộ đùi sọc thể thao hai bên mấy chị, hàng cô tông đẹp lắm, sọc 40. Rồi sọc cho em luôn 40 với 57kg nha. Sọc 40 với 57kg. Sọc 40. Sọc 40 với 57kg. Sọc đen. Rồi mã NY quần giả váy này giùm em luôn xuất sắc NY. Rồi lên cho em luôn NY NY. NY này cho em luôn mấy chị. NY này bao nhiêu đây ta? Quần giả váy thông thái đẹp lắm. NY giả váy này cho em luôn ha, 55.000 ha. NY cho em luôn 55.000 mấy chị dưới 60kg nha. NY 55.000 dưới 60kg không mã NY quần giả váy mấy chị. NY 55.000. NY 55.000 cho em luôn cái quần giả váy sắc luôn. NY 55. Sơ mi đang ăn không có chị ơi. NY 55. Rồi một cái này cho em luôn mấy chị, xịn mịn luôn nè. Rồi chốt giùm em luôn tim nha. Tim nè, tim mà tim Boris xịn luôn á. Đơn gửi rồi em. Rồi lên cho em luôn là hồng 50.000 với 57kg. Đúng thái Boris luôn mấy chị, dáng bình thường. Phải đẹp lắm. Chốt hồng 50. Hồng 50 với 57kg. Chốt hồng 50 với 57kg giùm em ha. Rồi tắm trắng mấy chị ơi. Tắm trắng chanh giùm em luôn nha. Tắm trắng lemon. Rồi lên cho em luôn tắm trắng mấy chị. Một set như này mấy chị tắm được 2 lần, cách nhau 3 ngày. Và trong này nó có 3 bịch trộn đều cho em nhé.
Rồi tắm trắng chanh mấy chị, tắm trắng body 50.000 một set. Tắm trắng body 50.000 một set. Rồi tắm trắng body 50.000 một set. Rồi NY 55 mấy chị Hữu Ngọc nè. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, khoác xanh đen. Rồi khoác xanh đen giùm em luôn mấy chị, mã khoác nỉ xanh đen 85.000 dưới 60 kg. Khoác nỉ xanh đen 85.000. Chốt giùm em xanh đen 85 dưới 60 kg nha. Nỉ đẹp lắm, trời ơi chắc nỉ thì mê luôn á. Rồi lên cho em luôn là xanh đen. Xanh đen 85. Ngọc 50.00. Rồi lên cho em luôn là xám. Xám 85 dưới 60 kg, chốt xám. Rồi áo này mang dưỡng da dưỡng kem em nói với chị, hay là đi lạnh đồ này kia là thiệt á, đúng sướng luôn. Rồi xám cho em luôn 85.000. Xám cho em luôn 85.000, ai lấy xám chút xám nha. Xám 85 giùm em luôn, áo này đỉnh đỉnh lâu lắm đó chị, đúng đỉnh luôn. Rồi tắm trắng 50.00. Xin con là trao chuốt vô nha, cho đẹp nha. Rồi lên cho em luôn gội bồ két xả chanh hôm bữa, trị nấm, trị gầu, trị ngứa nha mấy chị ha. Trị nấm, trị gầu, trị ngứa giùm em luôn. Và này đây mấy chị nè, giúp sạch gầu này, đen tóc mềm mượt xương nè, xương mềm mượt tóc mấy chị, chống rụng tóc, kích thích mọc tóc và dưỡng da đầu nè đó. Rồi lên cho em luôn gội bộ gác xả chanh hôm bữa 50 nha, gội 50 nè. Ủ collagen nè, phục hồi tóc vô tổn nè, siêu mềm mượt tóc với mấy chị ha, dễ chảy mấy chị. Gội đầu xong mình ủ cái này rất là dễ chảy. 50.000 mã ủ. Ủ tóc 50, gội 50 cho em nha. Ủ tóc 50, gội 50. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị, hồng, hồng cho em luôn 50 với 57 kg nè. Hồng 50 với 57 kg, ai lấy hồng chút hồng cho em nha. Hồng 50 với 57 kg, chút hồng nè. Hồng 50 với 57 kg, áo khoác 00 á hả? 00 hình như một cái nỉ chứ một cái vàng đúng không? Là hai cái chứ. Hồng 50, chút hồng 50. Bơm ra biết đâu sủa ra thì ngồi like vậy nè. Rồi lên cho em luôn ngố cầu vòng dễ thương quá, 69.000. Kem chị mụn có luôn, lấy kem chị mụn cho chị luôn, với lại cái chị hôi nách em. Rồi lên cho em luôn là cầu vòng 69.000 với 57 kg, dễ thương quá à. Ngố cầu vòng cho em luôn, đẹp chưa, cái quần cưng quá à. Ngố cầu vòng 69.000 với 57 kg. Cầu vòng với chị Trang Trang 69. Hồng 50 cho chị Mỹ Lạc, lên số hỏi đi chị. Trời ơi lâu lắm rồi mới thấy chị Mỹ Lạc luôn á nha. Rồi cái này chốt giùm em luôn. Trời ơi cái mã này dễ thương quá chị. Quần giả váy 65.000. Rồi chốt giùm em luôn là hồng 65, dễ thương quá ha. Rồi đây hồng 65 đi mấy chị. Hồng 65. Hồng 65 nha mấy chị, dưới 60 kg nha. Ngố xanh lá nào vậy chị? Hồng 65. Rồi đây chị mụn ai hỏi đây, nhanh tay giùm em luôn chị mụn nha mấy chị ha. Trị mụn nha mấy chị, nhanh tay giùm em luôn mấy chị. Trị mụn, cái này là trị mụn đau má nè mấy chị ha nè. Em nói chị cái chất này nè, bôi tới đâu là thấm tới đó giùm em luôn. Càng bôi mấy chị ha, nó gom còi mụn của mấy chị lại đó. Rồi mấy chị đi lễ rồi này nọ cho em là bôi kem mà đen là nó nhanh hết lắm mấy chị, nó nhanh xẹp mụn lắm. Rồi lên cho em luôn là mụn 85.000. Chị lấy thì mình hạ lên số thì trị mụn 85.000, chốt trị mụn 85 cho em. Trời ơi quá rẻ luôn. Trị mụn 85.000 cho em, trị mụn 85. Ai bị mụn chấm lên đó cho em, còn nhiều thì mình bôi hết mặt luôn. Rồi lên mấy chị một cái siêu phẩm nha, xịt hôi nách. Ai hôi nách đó mấy chị đừng ngại ngùng, mình xài cho em đi chứ đừng có ngại nha mấy chị ha. Có xài thì nó mới có thơm nách được, nó mới tự tin được mấy chị và không ra mồ hôi nách cho em. Riêng cái chai này nè là chị nè, không ra mồ hôi nách và đặc biệt là không còn cái mùi hôi nách nữa mấy chị nha. Hồng 65 luôn nha chị Trang Thùy, lên số đi chị. Ok chị Trang Trang lên cho em luôn. Hôi nách 65.000 một chai. Chai này mấy chị xài rất là lâu nha. Hôi nách 65.000 một chai. Ai hay bị ra mồ hôi nách này nha mấy chị. Rồi bị cái vấn đề đặc biệt là cái mùi nó hôi mấy chị, mùi hôi không được thơm. Mình ngồi ngằn với nhau hay là mình hay ra mồ hôi gì đó, nó bất tiện lắm. Nó tự ti lắm mấy chị. Xài thử cái hũ này cho em. Cả nam và nữ mình đều xài được. Cả nam và nữ mình đều xài được. 65.000 hôi nách 65.000 cho em. Trời ơi em nói cái chai này mấy chị xài thử đi. Hàng bán là chạy luôn. Rồi chị mụn 85 luôn chị Quang Hoàng nè.
Rồi, thôi nách luôn cho chị chi đặng lấy số điện thoại giùm em chị nha. Rồi set Babylon có luôn, lấy chị có set bi Babylon. Ok chị Mỹ là. Rồi này chốt giùm em luôn các chị ơi. Ngó xanh cho em luôn 69.000 với 57kg meo nách, các chị xài thử đi. Cả mùi nam và mùi nữ các chị đều xài được giùm em. Mấy chị xài một hộp thôi là mấy chị thấy nó đã có công dụng rồi. Mà cái mùi này nó dễ chịu lắm nha. Rồi đây cho em luôn các chị ngó xanh 69.000 với 57kg nè. Một hồi lắc ngó xanh cho em luôn 69.000 dưới 57kg. Ngó xanh 69 với 57kg cho chị Trăng Thùy luôn nè. Rồi mấy chị xài thử có hồi nách đó đi. Đừng có suy nghĩ gì nhiều mấy chị, 65.000 chứ đâu có phải là 650 hoặc là 6,5 triệu đâu, đúng không mấy chị? Mình cứ mua mình thử, mình xài đi. Đừng tiếc mấy chị, 65.000 cứ thử cho em, không tới đâu hết ha. Mình nhìn hai cử uống trà sữa thôi, mình mua gì mình xài thử, tự tin mấy chị. Mình có đi đâu đúng không, đi tiệc đi đồ đúng không, mình dỡ nó ra. Tay áo được cái chỗ này nè, ừ nó ra mồ hôi mình cũng ngại đúng không mấy chị? Hoặc là ngồi gần ai mà cảm thấy mình có mùi mình cũng ngại nữa. Mình thử đi mấy chị. Rồi nó 65 luôn nha chị, sao ca Kim Loan. Quần dài đâu quần dài chị ơi. Trời ơi ngố nổ đen này đẹp quá mấy chị. Rồi lên cho em luôn ngố hồng số 9.000 nè. Ngố hồng cho em luôn 69.000, quá đẹp luôn nha. Rồi lên cho em luôn ngố hồng số 9 nè. Dưới 57kg nha. Ngố hồng số 9 với 57kg. Chị Chi đặt lên số đi chị. Rồi lên cho em luôn là ngố cam 69 nè. Ngố cam cho em luôn 69 nha. Lấy ngố cam chốt ngố cam nha. Ngố cam cho em luôn 69 nha. Ngố cam 69 dưới 57kg mấy chị ơi. Đồ 78kg là bên em không có rồi. Rồi chả. Rồi ok nha. Một cái xà chanh gọi luôn cho chị Mỹ Lạc 50. Chị có lấy thêm mũ không chị? Xài ủ tóc đi mấy chị. Mấy chị tập có thói quen xài ủ tóc đi. Là khi mấy chị ủ này xong đúng không, mấy chị ra mấy chị chải tóc nó cũng sướng con người, nó mềm mượt lắm, nó không có bị rít cái tóc mấy chị. Ủ collagen có 50.000 một bịch, mấy chị xài cả gia đình 4 tháng không hết luôn đó. Rồi thôi nói một tiếng luôn chị Nhạc Trường nè, ngố cam số 9 cho cô bé ngốc nè. Rồi lên cho em luôn mã beo nè. Rồi ai lấy beo chút beo giùm em mấy chị ơi. Rồi ngố hồng với chị Quỳnh Nhau ok chị 69 dục cái đó hả, chút đơn hay cái bên em đi đơn nha. Lấy chị một mụn với là một này luôn em. Rồi tiếp luôn cho em luôn mấy chị ơi. Cho chị một kem siêu phẩm nạ mắt nạ môi cho chị đấy. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, xuất sắc luôn nha, ngố beo. Rồi ngố beo cho em luôn, chợ ngố beo này dễ thương quá, 69.000. Rồi đầm không có chị. Rồi lên cho em luôn ngố beo 69.000 nè. Ai lấy ngố beo chốt giùm em luôn ngố beo. Ngố beo 69. Tại thế mà chết body có chị nè. Rồi ngố beo cho em luôn 69.000 với 57kg đây. Tại tế bờ chết quế hồi, hàng VIP luôn, hàng chất lượng, hàng ngon luôn mấy chị nha. 101 một hộp nữa mấy chị, xài cả 4 tháng không hết. Em Nhi cũng đang xài cái mẫu này. Nó thơm giả mang luôn mấy chị, mà nó sạch cực kỳ là sạch da luôn ha. Rồi. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị. Tại tế bờ chết quế hồi 101. Tại tế bờ chết quế hồi cho em luôn 101 nha. Xài 4 năm tháng không hết. Siêu sạch da luôn. Nước hoa có chị, nước hoa gì, nước hoa xài bình thường hả? Nước hoa body mình đúng không? Rồi tiếp cho em luôn là ngố cầu vòng 69. Ngố cầu vòng cho em luôn 69.000 với 57kg nè. Ngố cầu vòng 69.000 dưới 57kg mấy chị ơi. Nè tao lắm mà tao có rồi tao ra. Ngố cầu vòng 69.000 dưới 57kg. Em là em lấy cho chị cái chai nước hoa si. Si trời thơm lắm. Rồi này chú giùm em luôn một cầu vòng. Cầu vòng 69.000 với 57kg. Rồi cái set bi Babylon này nè mấy chị, ôi trời ôi là dễ thương lắm. Ngó beo một bộ luôn cho chị Lệ Quân. Rồi lên cho em luôn nha. Trời ơi cái mã Babylon này cưng lắm. Lên cho em luôn đâu có 80.000 thôi, dưới 60kg nha. Đặc biệt cái phun quần lề là giả váy và hai bên có túi. Nước hoa xì vậy hả? Đúng rồi. Rồi lên cho em luôn mấy chị. Trời ơi cái này còn có mấy hũ thôi đúng không? Cái này còn mấy hũ thôi, em sale đi ăn cho mấy chị luôn. Đợi em tí nha, nước hoa cực kỳ thơm. Sale với chồng nó hơi bị thơm luôn á. Rồi lên cho em luôn mấy bị bi 80.000 dưới 60kg nha. Quần giả váy hai bên có túi nè, set thiết kế đẹp lắm. Ngố cầu vòng đây nè. Chị Kim Chi Đinh. Em ở 59 Đức Linh Bình Thuận nha chị ơi. Ở đâu em cũng ship được nha. Không gian dây, không bông tỏa là nhận hàng ok là đi được hết.
Rồi lên cho em con bi 80 đi mấy chị. Bi 80. Rồi một cái gì đây ta? Trời ơi, một cái quần ngủ mấy chị ơi, một quần ngủ size M. Một quần ngủ này size M em xem mấy chị luôn ha, 90.000. Ngủ size M 90 một cái duy nhất thôi, hàng bơm. Ngủ size M 90. Ngủ size M cho em luôn 90 nha mấy chị ơi. Ngủ size M 90 một cái duy nhất. Ngủ size M 90. Rồi cam mấy chị, cam thái phông rộng nha, cam. Cam cho em luôn 50.000 dưới 60 kg nha. Cam 50 dưới 60 kg ha, lấy cam chút cam. Cam 50.000 dưới 60 kg mấy chị ơi. Giấu quần nha. Rồi cái này quần leggy mấy chị còn cái xe 40. Quần leggy dài còn cái xe 40, không nhăn không xù không xệ nha. Rồi quần 40.000 leggy ôm dưới 55 kg. Quần ôm 40.000 dưới 55 kg. Rồi áo vàng cho em luôn mấy chị, 50.000 dưới 60 kg giùm em luôn. Cái này vàng thun thái. Quần 40 trang trang. Rồi đang cho em luôn vàng 50.000 dưới 60 kg. Vàng 50.000 dưới 60 kg ha, lấy vàng chút vàng. Vàng 50.000 dưới 60 kg. Rồi vàng 50 cho chị Trang Trang. Hết vàng rồi chị Thanh Châu ơi. Trời ơi cái mốt xanh này đẹp quá mấy chị, beo xanh. Rồi lên cho em luôn là beo xanh 69.000 với 57 kg nè. Rồi beo xanh cho em luôn 69.000 với 57 kg. Chút mã beo xanh nha. Beo xanh 69.000 với 57 kg. Có sơ mi màu trắng không em? Dạ không chị ơi. Rồi beo xanh 69.000 với 57 kg. Quần họa tiết 39.000. Quần họa tiết cho em luôn 39.000 dưới 60 kg. Kaki hai bên có túi nha. Quần họa tiết 39.000 dưới 60 kg nè. Vàng 50 hết rồi chị ơi. Rồi lên cho em luôn quần hồng 39.000. Quần hồng 39.000 dưới 60 kg. Kaki có túi nha. Quần họa tiết 39 chị Kim luôn. Mấy cái quần này mặc trời nó sướng mấy chị. Mà em nói với chị là nó bao bền luôn á. Mình mặc miết luôn á mấy chị ơi. Rồi lên mấy chị luôn một mã siêu phẩm nè. Đơn hôm qua chị Kim Ngư quay gọi điện chốt đơn có, cho điện nghe máy hả. Rồi lên cho em luôn mấy chị beo xanh toàn loan. Ôi cái này hot hết luôn. Rồi này chốt giùm em luôn là nạo mắt. Rồi lên cho em luôn là nạo mắt nha mấy chị. Mà chị nào này thức khuya này bị thâm mắt này, bỏng mắt này, chỗ này nó bị trắng mấy chị ơi, nó bị khắc màu với làn da của mình á, là nhìn vô con mắt của mình nó rất là mắt thẩm mỹ nha mọi người nha. Đấy rồi chị nào hay bị thức khuya này, thâm mắt này, mắt gấu trúc này, rồi mình có nếp nhăn chỗ này mấy chị, có nếp nhăn ha. Rồi cái này chốt cho em luôn nè, xài cái này liền cho em. Một hộp 60 miếng mà có 50.000 nè. Một hộp 60 miếng mà chỉ có 50.000 thôi mấy chị, chốt giùm em luôn nạo mắt. Rồi nạo mắt cho em luôn. Sao kỳ vậy ta, thấy đi hôm qua điện mà hôm kia không nghe máy. Rồi lên cho em luôn nạo môi luôn. Một hộp 60 miếng 50.000. Ai lấy nạo môi chút giùm em luôn nạo môi nha. Đi vô tủ lạnh nó lấy chị có hộp này chị. Ừ, tủ lạnh mở ra cái ngăn nhỏ lên trên á, kéo ra. Rồi đắp cái này phê lắm mấy chị, bỏ tủ lạnh mấy chị đắp. Không mê thì thôi á mấy chị. Rồi họa tiết quần hồng mấy chị Thúy Trương nè. Thúy Trương nãy giờ có đơn chưa? Chưa lên, nó lên số điện thoại giùm em đi chị Thúy Trương ơi. Rồi cái này chốt giùm em luôn là hồng nè, 45.000 với 57 kg nè. Hồng 45 với 57 kg ha, lấy hồng chút hồng nha. Hồng 45 với 57 kg. Xài nạo mắt là bị ghi. Trời ơi xài mê lắm nha mấy chị. Xài thử đi. Em cũng bị bọng mắt này. Vậy nào mà hay thức khuya á. Em là người hay thức khuya lắm mấy chị. Em thức tới 1 giờ sáng em mới ngủ không á. Em lúc nào cũng 12 giờ, 1 giờ hoặc 1 giờ hơn em mới ngủ không mấy chị. Mà mắt em nhiều người nó không có bị cái vấn đề gì đâu. Đây. Cứ 2-3 ngày là mấy chị đắp cho em một lần. 2-3 ngày mấy chị đắp cho em luôn một lần nha mấy chị đó. Đó, xài cái gì là bán cái nấy mấy chị. Mình có xài rồi mình mới biết cảm nhận của khách như thế nào. Đây nha mấy chị ha, nè. Một hộp như thế này mà mấy chị. Trời ơi mấy chị xài thử đi. Thích lắm, bỏ lên lạnh mấy chị đắp cho em. Chết luôn á mấy chị ơi. Phê giả mang lắm mấy chị. Một hộp cả 60 miếng như thế này mà em bán cho mấy chị chỉ có 50.000 thôi nha mấy chị ha, suy ăn luôn. Nè, chị thấy chưa? Đám này mấy chị sướng lắm, bỏ tủ lạnh đắp giùm em nha, phê lắm mấy chị ơi. À, nói chung á là 2 ngày hoặc 3 ngày mấy chị đắp một lần cho em. Nha, 2-3 ngày đắp một lần cho em. Đó.
mình bán cái gì là mình xài cái đó mà chị, mình xài rồi mình mới biết nó thích nó sướng như thế nào. Rồi nào, mắc cho chị Ngọc Diễm một cái nè. Còn ngủ em ơi, Linh Hương em còn luôn, lấy Linh Hương luôn. Chị đặt áo dây ngủ 39. Thí Trương rồi, để co thử. Hay là có khi chị đặt mà không được comment sau á thì chị tận đâu chị. Rồi trắng này cho em luôn 35.000 với 60kg nè. Trắng 35 với 60kg thôi, lấy trắng chút trắng phôm rộng. Chị Thúy Trương lên lại số đi chị. Trắng cho em luôn 35.000 với 60kg nha, ngố còn á em ơi, đợi chút xíu chị like cho. Đợi xíu chị like cho. Rồi lấy nào mắc nào mua thì chốt nha. Trời ơi xuống lắm, mắt lạnh con người luôn mấy chị, tê tái. Trắng 35 cho Trang Trang nè. Trắng 35 cho Trang Trang. Rồi phát hồng này cho em luôn mấy chị, 69.000 với 55kg. Phát hồng 69.000 dưới 55kg rồi, lấy phát hồng chút phát hồng nè. Phát hồng cho em luôn 69.000 với 55kg nha, phun lửng nha. Đâu có đi đơn được mà bán. Là sao ta? Nguyễn Thị Tiết An chị ở đâu đây? Áo này bao nhiêu chị? Rồi này chút giùm em luôn khoác. Khoác 69.000. Gì vậy? 35. Rồi xanh này cho em luôn mấy chị, xanh nè. Rồi khoác hồng cho chị Amile nè. Rồi nào mắt cho chị Nhật Giang này, xài thử nào mắt đi mấy chị. 2-3 ngày mấy chị xài lần nha. 2-3 ngày mấy chị xài lần cho em, thích lắm. Rồi lên cho em luôn ngố beo 69.000 nè. Ngố beo cho em luôn 69.000 với 57kg nha. Hãy lấy ngố beo cho ngố beo nè. Ngố beo 69.000 với 57kg nè. Rồi chốt dùm em luôn khoác xanh mấy chị. Khoác xanh 69.000 với 55kg. Burberry theo nè. Rồi hai chai đi hương mũ ông sẽ trang luôn nha chị Xuân Phạm này. Rồi nã mắt con cho chị Lan Tím là mắt xài thích lắm. Bán gì xài cái mấy chị. Rồi lên cho em luôn khoác xanh nha. Khoác xanh 69.000 với 55kg. Khoác xanh 69 với 55kg. Rồi tiếp dùm em luôn mấy chị khoác caro. Khoác caro cho em luôn 60.000. Dưới 60kg dùm em luôn ha. Cổ cao nè. Khoác caro 60.000 dưới 60kg nha. Khoác caro 60.000 dưới 60kg nè. Chị Nhật Trang chị Thúy Trương lên số đi chị. Đó. Ai lấy nào mắc nữa thì chốt nha mấy chị. Một hộp này là 60 miếng nha chị. Một hộp 60 miếng mà có 50.000 nè. Đó. Ủa Giang đi được chứ em. Giang đi được chứ. Con này thì cái chắc. Rồi lên cho em luôn dung dịch trầu không. Dung dịch trầu không cho em luôn mấy chị. Dung nè. Dung dịch trầu không giùm em luôn 59.000 một lọ nha. Dung dịch trầu không 59.000 một lọ. Ai lấy dung dịch trầu không thì chốt với mấy chị 59.000 một lọ. Dung dịch trầu không 59.000 một lọ nha. Bay đi. Rồi lên cho em luôn khoác xám mấy chị, tuyệt vời luôn 69.000 nè. Ai mua khoác thì chốt khoác nè mấy chị. Khoác xám cho em luôn 69.000 mấy chị nha, dưới 57kg hằng theo. Rồi cái màu xám. Chị Sưởng Phan lên số đi chị. Cái màu xám thì đúng đẹp luôn á. Rồi khoác xám cho em luôn 69 nha. Khoác xám cho em luôn 69.000. Trời ơi có màu xanh nè. Màu xanh này đúng đẹp. Rồi lên cho em luôn khoác xanh mấy chị 69.000. Khoác xanh cho em luôn 69.000 với 57kg chút mã khoác xanh nè. Khoác xanh 69.000 với 57kg chút mã khoác xanh. Chị Nhật Giang chị thấy rất lên ship về Tánh Linh 20k chị. Tánh Linh 20k. Khoác xanh 69 cho chị Nguyễn Quy lên số đi chị ơi. Rồi lên cho em luôn Nhật Giang ok rồi chị. Chị khách quen à, Nhật Giang nãy có đơn rồi mà. Rồi lên cho em luôn khoác xanh nè. Khoác xanh cho em luôn mấy chị 69. Rồi này chốt giùm em luôn khoác sọc nè. Khoác sọc cho em luôn 69.000 với 55kg. Khoác sọc cho em luôn 69.000 với 55kg. Hai đứa khoác sọc chút khoác sọc nha. Nguyễn Thị lên số đi chị. Khoác sọc Phan lên số đó chị ơi. Khoác sọc cho em luôn 69.000 với 55kg. Chị Thúy Trương hai cái quần lên số đó chị. Rồi lên cho em luôn mã khoác xám Adidas. Chốt giùm em luôn khoác xám. Khoác xám Adidas theo nha. Khoác xám cho em luôn 69.000 với 57kg chút mã khoác xám nè. Trời ơi khoác gì đâu mà 10 cái đẹp như 10 luôn á. Xanh 69 thì chị không không. Rồi lấy 8 chút 8 giùm em. Khoác ra cho chị miếng thôi. Đó anh cầm nó đúng rồi. Rồi xám cho chị Amile nè.
Rồi tiếp dùm em luôn khoác đen 69.000 mấy chị. Khoác đen cho em luôn 69.000 với 57kg cho mã khoác đen. Khoác xanh em hết, khoác xám em hết luôn rồi, qua màu khác nữa mấy chị. Rồi qua cho em luôn đen nè. Rồi khoác đen cho em luôn. Khoác Nguyễn Nguyên có lên số đi chị. Rồi đen 69. Rồi đen cho em luôn rồi, đen 69 mấy chị ơi. Rồi tiếp dùm em luôn 669 với 57kg hàng theo nha, tất cả đều là theo hết nha. Rồi lên cho em luôn là 669 với 57kg nè. 669 với 57kg, xám đen. Xám đen 69. Rồi đỏ cho em luôn mấy chị, tất cả đều hàng theo hết nha. Rồi đỏ 69 với 57kg, chút đỏ 69. Đỏ 69 với 57kg, chút đỏ 69. Đỏ 69 với 57kg, chút mã đỏ 69. Rồi bộ nu này cho em luôn á chị, cái này là bộ nu ngố nha, siêu đẹp luôn nha, nu nha. Kỳ vậy. Quan trọng là nãy em có đọc tên của chị không chứ đâu phải chị đọc rồi chị đọc là có đơn đâu chị. Đi lên này qua hai cái áo mà dây ba dây lên nãy 35.000 là em đi qua. Có khi ghi cho chị rồi lại quên năm lên coi hả. Rồi nào mắc còn em ơi, 50.000 60 miếng em. Cái gì chị? Áo dây lên lại bán 35.000 đó. Rồi đem cho em luôn cái này nha. Nu 95.000 ngố dài dưới 55kg. Cái này là gấu theo mấy chị, nu 95. Chị để em coi lại thôi chị ơi, nu 95. Nu 95 nha. Có không? Có kìa. Coi gì gì cái chứ. Đi không thèm gì đấy. Có kìa chị, có đơn rồi kìa. Rồi này chú giùm em luôn là xanh 50 với 57kg thông thái nè. Đô 95 triệu trên khách quen nè. Chị xuống hẳn hết số đi chị. Xanh 50 với 57kg chú, xanh 50. Xanh 50 với 57kg giùm em nha. Xanh 50 với 57kg mấy chị, chú xanh 50. Rồi xanh này quá đẹp luôn mấy chị ơi, xanh nè. Rồi xanh này là xanh áo kiểu nha. Xanh 69.000 với 55kg. Xanh 69 với 55kg nha, nó xanh chút xanh nè. Xanh 69 với 55kg. Gộp đơn lăng Mỹ ok luôn nè. Một là mắt 50 gộp đơn nè. Lăng Mỹ xanh thêm ghé lái. Là mắt 50. Rồi khoác xanh cho em luôn 69.000. Khoác xanh cho em luôn 69 với 55kg nha. Khoác xanh 69 với 55kg nha. Lấy khoác xanh chút khoác xanh nè. Khoác xanh 69 với 55kg. Mã khoác xanh. Rồi lên giống chị luôn khoác xám. À nó khoác xám chút giùm em luôn khoác xám nha. Đẹp chưa? Quá trời đẹp luôn á chị, theo hai bên. Xanh nước tính 00. Lấy thêm một nạm mắt số thọ kìa. Một nạm mắt đang 50 cho chị Xuân Phạm. Rồi em có nạm môi nữa nha. Ai lấy nạm môi thì chú giùm em luôn nạm môi nha mấy chị. Đây. Nạm mắt nạm môi giùm em luôn. Có xanh nó hộn quá trong khi còn sao nè. Coi có gì có xanh nó nằm đâu. Rồi này chú giùm em luôn là nạo môi. Rồi nạo môi cho em luôn có chị 50.000 một hộp 60 miếng nha. Rồi nạo mắt nạo môi luôn chị nào đấy chú. Rồi cái xám gì Nguyễn Nguyên nè em chú chị. Rồi lựa thêm thì đơn đi 80.000 đi đơn nha. Rồi lấy khoác xám chú, khoác xám nè. Khoác xám 69. Khoác xám. Khoác xám 69 giùm em luôn, khoác xanh hết rồi thì Duyên ơi. Rồi lên cho em luôn khoác xám. Rồi khoác hồng này phun đựng cho em luôn 85.000. Hồng 85.000 với 55kg. Hồng 85. Hồng 85.000 với 55kg mấy chị nha. Chữ theo nha. Chốt hồng 85 cho em luôn mấy chị. Hồng 85 với 55kg. Rồi lên cho em luôn nước hoa này. Đi ăn cho mấy chị luôn nha. Đi ăn mã này cho mấy chị luôn thơm lắm. Rồi nước hoa xì này cho em luôn mấy chị, cực kỳ thơm luôn. Rồi lên cho em luôn là nước hoa xì. Ướp hoa xì. Thơm lắm. Rồi xe mấy chị luôn 45.000 chai thôi nha. Nước hoa xì 45.000 chai mấy chị ơi. Rồi này chút giùm em nước hoa trồng 45.000 chai này, còn em còn 10 chai hả? Đây là xe luôn cho nó hết mẫu luôn. Rồi đem cho em luôn là nước hoa xì. Nước hoa xì 45.000 chai thơm lắm. Thơm nhẹ nhàng, không hắt nha. Nước hoa 45 đi mấy chị chú cho em ơi. Nước hoa xì 45. Nước hoa xì cho em luôn 45.000. Rồi trắng này cho em luôn 95 mấy chị, ngố dài nè.
Rồi chốt trắng giùm em luôn, 95 chị nào lấy chốt nha, dưới 55kg nè. Rồi nước hoa xì ha, hoa xì chai này thơm á. Nguyễn Nguyên có đơn rồi nè. Rồi lên cho em luôn. Rồi này chốt giùm em luôn nè, nu 95 đang này mãi mẹ ơi. Nu 95. Kem huyết rồng không? Dạ không chị ơi. Rồi lên cho em luôn là mã nu 95 nè. Nu 95 nha mấy chị ơi, cái này là ngố dài nha, gấu theo quần dài. Nu 95 mấy chị, 55kg chốt mã nu 95. Mới là cao quốc sáng đó. Nước hoa xì một chai luôn nha chị Lan Tím nha em. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị ơi. Rồi, xuất sắc đây mấy chị ơi. Rồi lên cho em luôn là caro mấy chị, 60.000 với 60kg giùm em luôn. Caro 60.000 với 60kg nha. Lấy caro, chút caro nha. Caro cho em luôn 60.000 với 60kg mấy chị. À đấy caro, chút caro. Ừ, em gửi ra phía trong em coi nha. Cái này gì đây? Này rồi này. Mở ra phía trong coi. Cái gì vậy? Rồi nước hoa trồng với phụng ngọc. Ủa chốt mở cái gì vậy? Này quá, chắc bị sao gì. Rồi này chốt giùm em luôn là ngố xanh số 9 nha. Không có xì thôi à. Không có này giò được không? Em còn cây giò. À, lấy nước hoa giò thì chốt nha, 45.000 nha. Chồng không có đâu chị Phụng Ngọc ơi. Cái hộp của ngoài thì chồng mà sao ngoài giò mới chịu bỏ lụa. Rồi lên cho em luôn nước hoa giò còn chai nè. Em còn nước hoa giò với nước hoa xì nha mấy chị, 45.000 chai nha, năm nữa thì xài được. Rồi ngố xanh cho em luôn số 9.000 nè. Ngố xanh cho em luôn 69.000 mấy chị với 57kg nè. Ngố xanh 69 mấy chị với 57kg, chút mã ngố xanh. Ngố xanh 69 với 57kg. Rồi mã đen nè. Rồi bộ đen dài này cho em luôn mấy chị dập nổi nha. Rồi chốt giùm em luôn là đen nè. Đúng rồi em ơi, shop Tiến Nhi đối diện cây xăng 59 giùm chị nha. Rồi lấy này cho em luôn mấy chị ơi. Cái này là bộ dài. Chốt giùm em luôn là mã trắng 80. Rồi trắng cho em luôn 80 mấy chị dập chữ nổi nè, phải hơi bị đẹp luôn. Trắng giùm em luôn 80 với 55kg nha. Rồi trắng cho em luôn 80 với 55kg. Rồi lên cái set bộ kiểu này mấy chị xin giả mang luôn nè. Rồi chốt giùm em luôn là hồng nha, đẹp lắm. Rồi dây hồng nha mấy chị ha, quần nè. Đó mấy chị nhìn cái phong quần nó hơi đẹp luôn mấy chị, ống suông, đáy cao. Rồi chốt giùm em luôn là set hồng 80. Set hồng cho em luôn trắng 10. À chắc đọc lộn quá. Rồi này chốt giùm em luôn là hồng 80 nha. Hồng cho em luôn 80 với 55kg. Hồng. Hồng 80 với 55kg nha. Rồi tiếp giùm em luôn là mã loan. Loan giùm em luôn 50.000 loan Thái. Loan 50, nước hoa xì một chai cho chị Phụng Ngọc. Xét hồng 80 cho chị Sống Bảo Tuyền. Trắng 80 cho chị Hữu Ngọc. Rồi lên cho em luôn. Rồi lên cho em luôn siêu phẩm. Loan 50.000 với 57kg mấy chị Thuân Thái nha. Loan 50. Loan 50, loan 50. Lấy chị một chai sữa tắm bé em ơi. Tắm bé nó loại màu trắng á. Chị Sống Ảo Tiền lên số đi chị. Rồi ngố xanh lạ này cho em luôn 69.000 mấy chị với 57kg. Tấm bé màu trắng á. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị nha, xanh, xanh. Chốt giùm em luôn là ngố xanh mấy chị 69.000 với 57kg, chốt mã ngố xanh nè. Ngố xanh. Rồi lên cho em luôn ngố xanh mấy chị, ngố xanh. Ngố xanh cho chị Liệu Quân. Rồi lên mấy chị luôn một cái chai sữa tắm bé nha mấy chị ha. Chai này là 250ml, xài được lâu lắm. Rồi lên cho em luôn chai sữa tắm bé mấy chị. Sữa tắm bé giùm em luôn nha, 65.000 một chai. 250ml sữa tắm bé. Sữa tắm bé giùm em luôn. Sữa tắm bé 65.000 chai.
Rồi cái này lửng lụa cho em luôn á chị ha, lửng mà lửng cánh dơi nữa. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn nè. Rồi đem cho em lửng luôn nha. Lửng. Em nhận hàng rồi, đẹp lắm. Cảm ơn chị Thủy Tiên nha. Rồi đem cho em luôn lửng á chị, 100.000 dưới 60kg nè. Lửng nhưng mà cái này là lửng cánh dơi đẹp lắm. Lửng 100 á chị dưới 60kg. Lửng 100 dưới 60kg nè. Rồi đem cho em luôn ngố đen với chị size S với size L 135. Ngố đen size S với size L 135. Ai lấy ngố đen, chút ngố đen. Chị Phụng Ngọc lấy số đi vậy. Ngọc mua miết luôn á. Rồi này chút giùm em nè. Ngố đen rinh co giãn lấy cao nha, size S với size L 135. Ngố đen SL 135 chị nào lấy cốt nè. Ngố đen SL 135 nha các chị ha, 40kg thì chị 40kg mặc được. Rồi mã tiểu thư Latin này cho em luôn, mã xanh 89. Xanh cho em luôn 89 nha mấy chị, dưới 60kg nha. Xanh 89 mấy chị dưới 60kg, hai bên có túi. Xanh 89 với 60. Xanh 89 với 60. Cô có đi ngố nó lại đi. Xếp 45kg mặt người chị. Rồi mã này cái chân váy rút dây hai bên. Rồi lên cho em luôn chân váy rút dây hai bên, dễ thương chưa? Rồi xem với chị luôn 49 nha. Rồi lên cho em luôn chân váy 45.000 nha. Chân váy rút dây hai bên 45.000 với 55kg. Dạ luôn. Chân váy 45.000 với 55kg. Vố dạ, 100. Dạ. Vố 140kg mặc vừa hả chị? Vố 100 nào. Ngố đen vừa la đó là 135.000 size S với size L, tức là S 40kg mấy chị mặc ok. Có anh cứ cho khách trên hàng men đi, có nhiều lúc chặt đơn. Rồi tiếp nha. Quá, nó quên anh à. Rồi cái này chốt giùm em kia có bill phía trong á. Dạ rồi dạ. Rồi ngố xám này cho em luôn 69.000 với 57kg. Ngố xám cho em luôn 69.000 với 57kg. Mới tài cái ứng dụng này. Cái ứng dụng riêng của 13 á. Chữ này đâu có iPhone 3 đâu. À ngố cánh dơ, ngố cánh dơ đó là dạng phông rộng, mà cánh dơ là phải rộng. Còn mang ở nhà thì bình thường. Rồi ngố xám cho em luôn 69.000 với 57kg. Ngố xám 69.000 với 57kg. Ủa tưởng cái gì không biết chứ. Chân váy 45 cho chân vít lên số. Rồi ngố xám với chị 69.000 với 57kg. Rồi một mã ngố sơ mi. Rồi bám với chị luôn 80 có bộ à. Rồi lên cho em luôn ngố sơ mi 80. Ngố sơ mi cho em luôn 80 nha. Một áo sơ mi với một cái quần ngố nè. Chị chăm bách lên số đi chị. Ngố sơ mi cho em luôn 80. Xếp hồng 45kg được nha chị ơi. Ngố sơ mi 80 với 55kg nha. Ngố sơ mi 80 với 55kg. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị hết hết đây. Đen. Rồi đen đùi này cho em luôn 50.000 với 55kg mặt nhà. Rồi ngố xám luôn cho chị cô bé hết. Rồi đen cho em luôn 50 mấy chị với 55kg nè. Mặt nhà nha, hàng cô tông. Bộ đùi. Đen 50 với 55kg giùm em tiếp. Chốt mở đen 50. Rồi chốt giùm em luôn mở đen 50. Rồi mã pyjama này cho em luôn mấy chị, pyjama quần dài. Trắng. Mã này chốt giùm em luôn là trắng. Trắng 55.000 cho em luôn mấy chị với 55kg. Rồi mã trắng này cho em luôn ha, xem mấy chị luôn 55.000 có bộ à. Trắng 55.000 với 55kg. Trắng 55. Rồi mã thể thao này cho em luôn mấy chị, thể thao xuất sắc luôn nè. Một áo dây nha với lại một cái quần. Rồi mã thể thao này cho em luôn mấy chị có bo. Trắng 55.00. Rồi cái này chốt giùm em luôn với chị. Rồi lên cho em luôn là thể thao. Rồi thể thao này cho em luôn thể thao. Thể thao xem chị nhiêu ra 85.000 đi. Thể thao cho em luôn 85.000. Chốt thể thao 85 mấy chị. Thể thao 85 dưới 55kg nha. Thể thao 85 dưới 55kg. Ngố này chị ơi, ngố 80 nè. Một áo sơ mi với một cái quần nha chị. Ngố 80. Ngố cho em luôn 80 dưới 55kg nha. Chốt mã ngố 80. Ngố 80 dưới 55kg, chốt ngố 80. Rồi thể thao 85 cho Ngọc Bảo lên số đi chị ơi. Rồi nguyên set sơ mi 85 cho Thủy, Thủy Tống lên số giùm em luôn. Rồi tí mấy chị sọc nè, lên cho em luôn mở sọc. Thể thao ta 60kg bó tay xả ra đi.
Đó này chú giùm em luôn sọc 40 ngàn với 55 kg ha. Sọc 40 với 55 kg. Sọc 40. Trắng phùng mê nãy giờ quá trời qua lâu lắc hồi nãy giờ rồi chị. Rồi sọc giùm em luôn 40 với 55 kg nè. Rồi chăn váy thuốc da hai bên em còn luôn nè, chị nào lấy chốt 49 nè. Chốt đơn đi 80 ngàn cho bên em đi đơn nha. Rồi chăn váy thuốc da hai bên 49. Chăn váy 49 với 55 kg giùm em luôn thuốc da hai bên. Sọc 40 không không. Chị tắm lên số đi chị. Rồi nu này cho em nu 49 ngàn với 55 kg mấy chị. Áo dài tay nè mấy chị đồ coi chẳng thoải mái lắm. Rồi chân váy 4900 váy đúc dây. Rồi đây cho em luôn là nu. Rồi nu cho em luôn 49 ngàn mấy chị coi chất vải nè. Hơi bị mềm mịn coi vậy hả. Rồi nu cho em luôn 49. Nu 49 với 55 kg mấy chị. Nu 49 với 55. Rồi quần ngố Zara còn size 50. Quần ngố thun Zara 50 trơn không có túi nha. Rồi ngố cho em luôn 50. Thủy tống lên số đi chị. Ngố thun 50. Rồi ngố thun cho em luôn 50. Ngố thun 50. Rồi nu 49 luôn Hà Nguyễn lên số đi chị ơi. Rồi lên cho em luôn là hà vàng. Rồi vàng cho em luôn á chị, xếp vàng dây nha. Trời ơi xếp hơi bị đẹp luôn á. Rồi xếp vàng dây này cho em luôn 80 ngàn. Mấy chị có cái phong quần nè, đó đã đời chưa. Rồi vàng cho em luôn 80. Ngố thun 50 nè. Chị Hà Nguyễn lên số đi. Ngố thun 50 lệ quân. Rồi vàng này cho em luôn 80 mấy chị với 55 kg nha. Vàng cho em luôn 80 với 55 kg mấy chị, xếp này đẹp lắm. Hà Nguyễn có đơn ghế. Vàng 80 anh lấy vàng chút vàng 80. Vàng 80 với 55 kg giùm em nha. Rồi lên cho em luôn là nu nè. Nu cho em luôn 80 với 55 kg chút nu. Khẩu trang 3D có luôn chị ơi. Rồi nu này cho em luôn 80 với 55 kg chút mã nu 80. Nu 80. Dưới 55 kg mấy chị, cái này xếp nè, xếp đuổi nha, mặt hơi thì đẹp. Rồi lên cho em luôn là ngố lon số 9 ngàn nè. Ngố lon cho em luôn 69 ngàn với 57 kg nha. Nu 80 đặng nhiên. Rồi lên cho em luôn mấy chị lon. Lon cho em luôn 69 ngàn với 57 kg chút lon nè. Lon 69 với 57. Lon 69 với 57 ha, lấy lon chút lon. Rồi cái pyjama nè mấy chị. Cái pyjama mà cánh dơ bị đẹp luôn 70 nè. Chốt giùm em luôn là xanh 70 mấy chị dưới 60 kg. Loan Lệ Quân. Vàng 80 Nguyễn Quyên. Rồi chốt giùm em luôn là xanh 70 ngàn dưới 60 kg ha. Trời ơi cánh dơ lụa không nhăn không xù không xệ mấy chị. Xanh 70. Xanh 70 nha, dưới 60 kg chốt xanh 70. Rồi khoác màu môn này cho em luôn 69 ngàn mấy chị dưới 57-58 kg VIP luôn. Khoác nha, dây kéo xịn cổ cao. Rồi lên cho em nè. Rồi khoác môn cho em luôn 69 ngàn nè. Khoác môn 69. Khoác môn cho em luôn 69 với 57-58 kg nha. Khoác môn 69. Rồi này chú giùm em luôn khoác cam nè. Khoác cam cho em luôn 69 với 55 kg. Cái sữa à? Cái mày. Rồi khoác cam cho em luôn 69 với 55 kg. Rồi ba hộp của trang 3D chị Anh Nguyễn xuất hội giùm em đi chị ơi. Cái chén của trang này chị bán đi. Rồi ok nha, xíu chụp bill gửi qua cho nha bà ơi. Rồi trắng cho em luôn 49 ngàn với 57 kg. Trắng 49 với 57, ai lấy trắng chút trắng nha. Trắng 49 với 57, 42 kg mặt vừa nha chị. Dây là kéo lên kéo xuống được, điều chỉnh được, nên là dễ mang nha. Rồi trắng 49 mấy chị, trắng 49. Có quần lấy chi thun dài không? Dạ có, trời ơi quần bà Nhi bả mang nè. Đúng ngồi đúng sướng luôn á chị ơi. Thu Thảo, Thu Thảo. Thu Thảo có đơn ghé đúng không?
Có chị. Rồi phát môn số 9 cho Ngọc Diễm. Ngọc Diễm như có đơn nữa không? Nãy cái nào mắc hay gì không? Trời ơi, cái quần em mang nó sướng dã man luôn mấy chị. 75.000 quần, lấy quần chị đang mang bán luôn. Quần đang mang 75.000 quần cho em. Lấy mấy hộp đi, hộp cho nó quần đang mang có túi mấy chị, lấy ghi Quảng Châu đang mang 75.000, sướng lắm. Chị Ánh Nguyễn vừa qua đó, anh chạy ra phía sau anh đái mảnh quê mấy cái con Maracan. Ra anh chạy phía sau rồi anh thấy không, kêu má không đâu. Không trùng ở đây chứ. Anh cười. Anh Nguyễn lấy số điện thoại giùm em chị ơi. Rồi sám cho em luôn 49.000 với 57kg. Sám 49 với 57kg ha, lấy sám thuốc sám giùm em nha. Sám 49 với 57kg, đưa cái quần chị đang mang. Khẩu trang 3D nè chị, một hộp 50 cái 39.000. Khẩu trang 3D một hộp 50 cái 39.000, lấy cho 3 mẫu. Khẩu trang 3D một hộp 50 cái 39.000 giùm em, khẩu trang 3D. Quá 60kg chắc đợt này không có chị ơi. Có không? Thu Thảo có đơn không? Nè coi đi, xuống chị ghé chị lấy. Đây, khẩu trang 3D nha. Một hộp 50 cái 39.000 mấy chị nha. Ai lấy khẩu trang 3D, chút khẩu trang 3D cho em. Một hộp 50 cái 39.000. Khẩu trang 3D, một hộp 50 cái 39.000. Ai lấy khẩu trang, chút khẩu trang. Đeo sắc mặt nha mấy chị ơi, thoải mái. Khẩu trang 3D, một hộp 50 cái 39.000. Rồi, khẩu trang y tế lớn 100.000, 4 hộp. Khẩu trang y tế lớn 100.000 4 hộp giùm em luôn mấy chị. Nam nữ thì xài được, màu xanh với màu trắng nha. Khẩu trang y tế lớn 100.000 4 hộp, màu xanh, màu xám. Có không? Có nha chị Thu Thảo ơi, ghé lấy đi chị. Rồi, quần đang mang nè, 75.000 quần nè. Quần. Quần đang mang cho em luôn 75.000 quần mấy chị, 40 đến 60 kg mang vừa. 20 quần có túi và đặc biệt rất chi là thoải mái. Số đi chị. Quần 75.000. Chốt giùm em luôn quần dài 75. Quần dài 75. Rồi cái này chốt giùm em luôn là quần chính tắc thì 70. Quần chính tắc thì 70. Ai đó quần chính tắc chốt giùm em luôn quần chính tắc thì 70.000 nha. 40 đến 60 kg mang vừa, chính tắc 70. Rồi tiếp giùm em luôn là ngố 60. Rồi ngố thì cho em luôn 60 ha, lấy ngố chốt ngố 60 nhá. Ngố 60. Rồi. Mày ai hỏi quần quần thì chốt đi mấy chị ơi. Rồi ngố xám này cho em luôn 69.000 với 57kg nè. Ngố xám cho em luôn 69.000 với 57kg, chút mã ngố xám nè. Có số 9 còn chị. Rồi khóa xanh lạ này cho em luôn 69.000 với 57kg nè. Ồ xanh lạ nó hơi bị đẹp luôn. Khóa xanh lạ cho em luôn 69.000 với 57kg nha. Chốt giùm em luôn là mã xanh lạ nè. Trời ơi Adidas thêu vải đẹp ngất ngay. Rồi khóa xanh lạ 69. Số có tiếp vào điện không bên em GNT nha chị. GNT. Rồi xanh này cho em luôn mấy chị, xanh nè. Rồi xanh này cho em luôn. Cái gì vậy? À, trời ơi, tưởng ai chứ. Đó này chút, khẩu trang kem xin tư á. Đó này chút giùm em luôn là xanh. Xanh cho em luôn 49.000 nha. Xanh 49 với 57kg hay lấy xanh chút xanh. Xanh 49 với 57kg. Minh ngủ rồi. Rồi lên cho em luôn là mã đỡ đô nha. Đỡ đô này cho em luôn 69.000 mã đỡ đô. Áo ra ngoài không bán chị ơi. Rồi ngố đỡ đô này cho em luôn 69.000 nè. Ngố đỡ đô này cho em luôn 69.000. 60. Rồi ngố đỡ đô này cho em luôn 69.000 nha. Ngố đỡ đô 69. Ngố đỡ đô 69. Dưới 57kg giùm em ha.
xanh 49 cho sữ nữ lên số điện thoại giùm em với. Hoặc lẫn có. Hoặc lẫn có nha. Rồi cái này chú giùm em luôn là ngố xám nè, ngố xám 69 luôn nè. À đây ngố xám chú giùm em luôn là ngố xám 69 nè mấy chị với 57 kg nè. Ngố xám 69 với 57 kg chút mã ngố 69. Ngố xám 69. Rồi ngố trắng cho em luôn 69 nè. À lấy ngố xanh chút ngố trắng nè. Đỡ đôi cho chị Kim Chi Đinh 69. Rồi ngố trắng cho em luôn 69 ngàn. Ngố trắng cho em luôn 69 ngàn. À đây ngố trắng chút ngố trắng giùm em nha. Ngố trắng 69 nha. Ngố trắng 69 nha mấy chị với 57 kg. Ngố trắng 69 với 57 kg. Thấy Phụng Nguyễn có đơn không em? Phụng Nguyễn có. Chứ Phụng Ngọc thì không. Phụng Nguyễn có không? Có. Đây cháu có cái chuyện qua thằng xài thương thật đó không? Rồi ngốt xám với chị Thúy Nguyễn nó số giùm em chị. Khẩu trang có luôn, khẩu trang sơ sinh. Đây chị, khẩu trang sơ sinh nha. Khẩu trang sơ sinh nè. Chứ từ sơ sinh đến dưới 5 tuổi nha chị. Một hộp 18-25 ngàn. Khẩu trang 5D. Khẩu trang nha mấy chị. Từ sơ sinh đến dưới 5 tuổi mấy chị mang được. Một hộp 18-25 ngàn. Chị Thúy Nguyễn lên số đi chị. Chốt khẩu trang 5D. Một hộp 18-25 ngàn nha. Từ sơ sinh đến dưới 5 tuổi. Khẩu trang 5D. Rồi lên cho em luôn là y tế nhỏ mấy chị. 100 ngàn 3 hộp. Từ 6 cho đến 11 tuổi nha. Rồi lên cho em luôn là y tế nhỏ 100 ngàn 3 hộp. Từ 6 cho đến 11 tuổi mấy chị. Chốt y tế nhỏ. Hộp sơ sinh cho chị Mỹ Lạc một hộp. Mỹ Lạc một hộp 18-25 ngàn. Rồi cái này chú giùm em luôn phát môn nè 69 ngàn. Phát môn cho em luôn 69 ngàn. Phát môn cho em luôn 69 ngàn với 57 kg. Hà Nguyễn một hộp sơ sinh luôn. Phát môn 69 với 57 kg nè. Rồi phát xanh cho em luôn 69 với 57 kg chú mã phát xanh. Tôi ạ. Rồi khoác xanh cho em luôn 69 ngàn với 57 kg nha. Khoác xanh. Lê Thị Mỹ Lạc mẹ ơi. Khoác xanh 69 với 57 kg. Rồi lên cho em luôn mã khoác kem nè. Khoác kem cho em luôn 69 ngàn dưới 57 kg. Không mã khoác kem. Nên nhà inbox mua gửi hình nha em ơi. Có mua thì chị gửi hình cho mua nha. Rồi lên cho em luôn khoác kem nè. 69 ngàn với 57 kg. Không mã khoác kem. Rồi bộ yếm hoa này cho em luôn mấy chị dễ thương lắm. Nè, áo này mấy chị dễ thương chưa? Rồi lên cho em luôn là mở hoa nha, 40 ngàn quần giả váy mấy chị dưới 60 kg nè. Rồi hoa này cho em luôn 40 ngàn dưới 60 kg nha. À lấy hoa chút hoa nè. Đấy, dạng yếm hoa mấy chị dễ thương lắm. Rồi hoa, yếm hoa quần giả váy 40 dưới 60 kg ha. Hoa 40 dưới 60 kg ha, lấy hoa chút hoa. Rồi lên cho em luôn nạo mắt mấy chị, nạo mắt nè. Một hộp 50 miếng giùm em luôn 60 ngàn ha mấy chị ơi. Đó, để khô rồi nó hết chôn cái da của mấy chị nè. Rồi nạo mắt giùm em. Một hộp 60 miếng mấy chị 50 ngàn. Rồi nạo môi giùm em luôn. Một hộp 60 miếng 50 ngàn. Ai lấy nạo mắt nạo môi thì chốt ha. Rồi khoác xanh số 9 Kiều Trinh. Rồi yếm hoa chị Thảo Rồng 40. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị xuất sắc luôn. Lên cho em luôn mã nu. Trời ơi nu mấy chị ơi, nu của Tâm quần ống suông nha. 57 ngàn. Rồi lên cho em luôn là nu 57 ngàn. Khoác kem tiết chăm ghé ok luôn. Rồi lên cho em luôn là nu mấy chị 57 ngàn dưới 60 kg nè. Nu 57 ngàn dưới 60 kg. Trời ơi đẹp quá luôn á. Nu 57 ngàn dưới 60 kg.
Thảo rồi chị Sử nữ chứ chị Thúy Nguyễn lên số đi. Đu 57 lên Ngô Yến Nhi lên số đi bạn ơi. Rồi tiếp dùm em luôn là gạch 57.000. Rồi gạch cho em luôn 57.000. Mấy chị dưới 60kg quay đầu mang ok luôn. Trời ơi, màu gạch này lên hơi bị sáng da. Rồi gạch cho em luôn 57.000. Vải đẹp quá mấy chị. Đẹp mắt. Rồi lên cho em luôn vải đẹp. Rồi đẹp. Em mở 59 lên Bình Thuận chị. Rồi gạch cho em luôn 57.000. Gạch 57 mấy chị ha. Rồi phát bô luôn cho chị Miu Miu vé nè. Áo khóa em còn nữa, xíu lên cho chị lựa cho đủ đơn này. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, xanh lạ 57.000. Xanh lạ cho em luôn 57.000 dưới 60kg nha. À lấy xanh lạ chút xanh lạ nha. Rồi xanh lạ cho em luôn 57.000. Quần gì á em? Quần gì ta? Quần gì chỗ quần gì? Rồi khoác cam này cho em luôn 69.000 mấy chị. Khoác cam 69.000 cam sữa. Khoác cam cho em luôn 69.000 nha. Khoác cam 69. Khoác cam cho em luôn 69 mấy chị với 55kg. Ai đi có số hôn lên giùm đi. Chị Sử nữ với chị Thúy Nguyễn đặt hàng lên số đi chị. Rồi khoác xám cho em luôn mấy chị 69.000. Rồi khoác xám này quá đẹp luôn. Khoác xám cho em luôn 69.000 mấy chị. Hàng theo nè, vải đúng đã. Khoác xám cho em luôn 69.000 nè. Khoác xám 69 nè. Rồi khoác đỏ cho em luôn 69.000. Mã khoác đỏ 69 nè. À lấy khoác đỏ chút cho em luôn khoác đỏ nha mấy chị ha. Vải đẹp lắm, khoác đỏ 69. Hàng chữ theo hai bên. Rồi khoác đỏ cho em luôn 69. Rồi len cho em luôn khoác đen 69 nè. À lấy khoác đen chút cho em luôn khoác đen 69 nha. Khoác đen 69. Rồi qua cho em luôn quần. Rồi qua quần này cho em luôn mấy chị xuất sắc luôn. Quần. Rồi quần họa tiết mặt nhà hàng kaki hay bên có túi nha. Rồi quần cho em luôn 39.000 mấy chị dưới 60kg. Quần 39.000 dưới 60kg mấy chị ha, chắc bền lắm, hàng co giãn có túi hay bên nha. Quần cho em luôn 39.000. Quần 39, quần 39. Ai nó có thì chút thêm đi mấy chị. Rồi thái xanh này cho em luôn 50 nè. Thái cho em luôn 50 mấy chị ơi. Thái 50. Thái 50 với 57kg. Chút thái 50 giùm em nha. Rồi thái cho em luôn 50 với 57kg. Chút mở thái 50. Là nhãn tiền gì. Rồi loan cho em luôn 50 với 57kg mấy chị. Chút loan nè. Chị Thúy Nguyễn với chị Sử nữ đặt hàng lên số đi chị. Loan 50 với 57kg chút mở loan. Rồi ngố xanh này cho em luôn với chị 69.000 với 57kg nè. Rồi ngố xanh cho em luôn 69.000 với 57kg chút mở ngố xanh nè. Ngố xanh nha, 69.000 với 57kg chút mở ngố xanh. Ngố xanh. Rồi loan Yến Nhi kìa. Loan Yến Nhi 50. Rồi chị Dục ra coi này. Rồi ở này chốt giùm em luôn mấy chị. Khoác lẫn 85.000. Hàng cô tông nha, chữ theo nha. Rồi khoác hồng cho em luôn 85 mấy chị với 55kg nè. Khoác hồng phong lẫn nha, 85.000. Khoác hồng cho em luôn 85.000 với 55kg. Trời ơi áo xanh này hơi bị đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi xanh cho em luôn 69.000 với 55kg. Cái này xanh mạ nha. Xanh mà non hơi vàng vàng. Xanh 69. Xanh 69 với 55kg xanh. Rồi bộ đen đùa này cho em luôn 50. Đen này cho em luôn 50 với chị với 55kg nha. Đen đùi 50. Rồi đen cho em luôn là đen 50 với 55kg. Phát hồng 85 cho Lê Ngô Yến Nhi. Xanh 69. Xanh 69, xanh 69. Xanh 69 là cái áo á chị. Rồi bộ đen 50. Này đùi nè. Chị Sử nữ với chị Thúy Nguyễn đặt hàng lấy số đi chị. Rồi trắng.
Rồi trắng này cho em luôn á chị, trắng. Trắng 49.000 mấy chị với 57 kg nha. Trắng 49 với 57 kg, chút trắng 49. Trắng 49 với 57 kg. Rồi hồng. Rồi hồng cho em luôn 49 mấy chị với 57 kg, anh lấy hồng chút hồng nè. Hồng 49 với 57 kg, trắng 49 cho Lệ Quân. Rồi lên cho em luôn là hồng 49. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi, mã sọc 40. Rồi sọc cho em luôn 40 với 55 kg, chị nào lấy chốt nha. Sọc đỏ 40 với 55 kg mấy chị, sọc đỏ 40. Sọc đỏ 40 với 55 kg nha. Rồi lên cho em luôn là ngố mấy chị, ngố 69.000 với 57 kg, chút mã ngố beo nè. Ngố beo cho em luôn 69.000 với 57 kg, chút mã ngố beo giùm em ha. Ngố beo cho em luôn 69.000 với 57 kg, chút mã ngố beo. Rồi ngố hoạt hình cho em luôn mấy chị 69.000. Ngố hoạt hình cho em luôn 69.000 mã ngố hoạt hình. Rồi ngố hoạt hình cho em luôn 69.000. Ngố hoạt hình 69 là lấy ngố hình cho ngố hình giùm em nha. Ngố hoạt hình 69. Cột luôn nè. Rồi khoác xám này cho em luôn 69.000 mấy chị với 57 kg, chút mã khoác xám nè. Khoác xám cho em luôn 69.000 với 57 kg, chút mã khoác xám giùm em nha. Adidas theo hai bên nè. Khoác xám mấy chị, bêu cho chị Kim chi đinh bêu hồng. Rồi khoác xám nha mấy chị, mã khoác xám. Rồi lên cho em luôn là mã ngố bêu xanh. Ngố beo xanh giùm em luôn mấy chị 69.000 với 57 kg, chốt ngố xanh. Ngố xanh cho em luôn nha, ngố xanh 69.000 với 57 kg nè. Ngố xanh 69 với 57 kg. Rồi lên cho em luôn là mã ngố xám. Ngố xám cho em luôn 69.000 với 57 kg, chốt mã ngố xám nè. Ngố xám đó chị, 69.000 với 57 kg mã ngố xám. Rồi áo đen thun thái này cho em luôn đó chị, 50.000 dưới 60 kg phông rộng. Đen 50 giùm em luôn dưới 60 kg ha, đen. Đen 50 dưới 60 kg. Rồi áo này siêu đẹp luôn mấy chị ơi, xanh 49. Xanh cho em luôn 49 mấy chị với 57 kg nha. Xanh 49 với 57 kg ha, lấy xanh chút xanh nè. Xanh 49 với 57 kg chút mã xanh. Xanh 49 với 57 kg. Rồi cam mấy chị Anh Thư, cam Anh Thư ghé lấy. Rồi cái này chốt giùm em luôn chị, xuất sắc luôn, quần thể thao có sọc có túi có bo nha, xe 40. Rồi chốt giùm em luôn là thể thao 40 với 55 kg. Thể thao 40 với 55 kg, chốt mã thể thao. Rồi lên cho em luôn là ngố L mấy chị, ngố L giùm em luôn 100 Gucci. Ngố L cho em luôn 100. Ngố L 100 treo lên luôn. Rồi ngố M cho em luôn 100. Ngố M cho em luôn 100, ai lấy ngố M chốt ngố M 100. Thể thao 40 cho chị Yến Nhi. Rồi bộ sọc đùi này cho em luôn 45.000 nè. Rồi sọc cho em luôn 45.000 với 55 kg nha. Rồi sọc cho em luôn 45.000 mấy chị ơi, quần thể thao áo không rộng. Sọc cho em luôn 45 dưới 55 kg nha. Đùi á. Rồi lũng lụa cánh dơ này cho em luôn 100 mấy chị ơi, lũng 100 đẹp lắm. Rồi lũng cho em luôn 100 nha mấy chị nha. Lũng 100 cho em luôn dưới 60 kg. Lũng bỏ lũng vô luôn.
Sọc 45, bộ sọc đen 45 hình thành bích hạnh. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi. Ngứa trắng cho em luôn 55.000 với 57kg nè. Ngứa trắng cho em luôn sale 55.000. Ngứa trắng 55.000 với 57kg. Ngứa trắng 55.000. Lẫn 100 cho Kim Hương. Dồn đơn trong kia, khách quen. Rồi lên cho em luôn là đen. Ngố đen 55.000 với 57kg, thuốc mỡ ngố đen. Ngố đen cho em luôn 55.000 với 57kg. Phát còn mẫu sọc không nghe, sọc còn cái. Phát sọc còn cái nè, 69.000 nè. Rồi phát sọc còn cái nè mấy chị ơi. Phát sọc nha, phát sọc cho em luôn 69.000 với 55kg nè. Phát sọc 69 với 55kg. Rồi ngũ hồng cho em luôn mấy chị 69.000 với 57kg nè. Ngũ hồng 69 với 57kg. Lấy ngũ hồng chút ngũ hồng giùm em nha. Ngũ hồng đó này chốt giùm em luôn là ngố trắng. Ngố trắng cho em luôn 69.000 dưới 57kg, chút mã ngố trắng đó chị. Rồi ngố trắng có sọc đúng không? Có sọc có chín cẳng da. Ngố hồng số 9 chị Lan Đào. Rồi có lấy sọc xám này luôn không? Cẩm giang cho đủ đơn đi luôn nè. Rồi sọc xám luôn 69 luôn. Nó kia là sọc nhỏ, con đây sọc lớn nè. Rồi chốt sọc xám luôn không? Lấy luôn cho đủ đơn nè, sọc xám nè. Sọc xám nha, 69 luôn. Chốt sọc xám 69 nha mấy chị. Có cái này của đơn, đơn 1 đó. Lấy thì lấy đi. Cho chị đi ốc hóa 85.000 qua đây. Rồi lên cho em luôn là sọc xanh nè. Sọc xanh cho em luôn 69.000 nè. Sọc xanh cho em luôn 69.000. Sọc xanh sọc xám 69.000 với 57kg nha. Bộ đùi 70 bò xanh. À đây, đùi 70 cẩm giang này. Có bộ gia vị không? Có luôn em. Đấy chị bộ gia vị. Rồi này chốt giùm em luôn mấy chị, thể thao 85.000 nha, dưới 55kg nè. Quần này có sọc, có túi, có bo luôn mấy chị, nguyên luôn bộ thể thao nha, 85.000. Chốt giùm em luôn là thể thao 85 mấy chị với 55kg. Có sọc, có túi, có bo luôn. Thể thao 85.000. Rồi này chốt giùm em luôn là sọc 50 nè. Rồi lên cho em luôn là sọc 50, chị nào lấy chốt nha. Sọc 50 với 55kg, hai bên có túi, có bộ thôi. Sọc 50 với 55kg một bộ duy nhất nha. Sọc 50 với 55kg lấy luôn như chị mình công phong một tí với lại đem cái răng mình chảnh cái răng luôn. Rồi lên cho em luôn là sọc 50 nè. Sọc 50. Rồi này chốt giùm em luôn ngố mấy chị 69.000. Ngố sọc 50 hình thì bích hạnh. Rồi lên cho em luôn là ngố xanh 69. Rồi chốt giùm em luôn là xanh 69 nha. Rồi xanh cho em luôn 69 mấy chị với 55kg. Vì ốc khoác 85 luôn. Chị không lẫn. Đâu? Cảm ơn chị. Rồi này chốt cho em luôn là xanh. Xanh mấy chị, xanh 69 nha. Rồi bộ vịt này đẹp lắm nè, vịt giả váy. Rồi vịt cho em luôn 65.000 giả váy mấy chị ơi, bộ đùi nha. Vịt 65. Vịt 65 giùm em luôn mấy chị với 57kg nè. Vịt 65 với 57kg đúng đẹp luôn, chốt vịt 65. Rồi gắm này em còn một bộ luôn mấy chị ơi, sale luôn 100. Gắm dài cho em luôn 100, mai lấy 8 chút gắm nha. Rồi gắm dài cho em luôn 100 mấy chị, cái này là màu xanh đen. Rồi gắm cho em luôn 100, mai lấy 8 chút gắm. Bộ cánh dơi còn không? Thế được không? Em có người lấy rồi. Bộ cánh dơi có người lấy rồi chị. Rồi lên luôn bộ gia vị nè, 65.000 năm hộp.
Rồi bộ gia vị cho em đúng không chị, 65.000 năm cái, hai cái to và ba cái nhỏ này. Đó mình xài, mình bỏ mắm muối rồi bột ngọt đồ này kia mình xài mấy chị, vừa xinh vừa gọn vừa đẹp vừa sạch sẽ nữa ha. Rồi bộ gia vị cho em luôn bán mấy chị 65.000 năm món. Bộ gia vị 65.000 năm món nha mấy chị nha. Bộ gia vị giùm em luôn 65.000 năm món. Chị nào lấy bộ gia vị thì chốt, tài thích lắm mình bỏ vô bếp mình nó nhìn nó xinh đó mấy chị. Rồi phát vàng này cho em luôn á chị, 85.000 hàng cô tông lửng. Phát vàng cho em luôn 85.000 với 55kg. Bộ gia vị cho chị Mỹ Linh luôn. Bộ gia vị Mỹ Linh luôn. Mới nghe nói xấu cái gì tôi đó. Trời ơi, mới nghe Nhi Nhi nè. Nó hết tiền rồi chuẩn bị ứng tiền Nhi được không? Tôi cho nào. Quá. Ấy, nghe điện thoại kia kìa mặt nha. Nghe Mỹ Linh luôn. Cái bút đó. Ý là đưa cái miếng da. Quần 9 mắt 70 cho chị Nguyễn Nguyên. Ai lấy bộ gia vị thì chốt nha. Rẻ đẹp, dễ thương. Sạch sẽ gọn gàng mấy chị. 65.000 năm món. Rồi phát vàng phôm lửng này 85.000 cho em nha. Hàng cô tông mấy chị ơi, mà hàng theo nữa, bốc bơ rì á. Rồi đang cho em luôn phát vàng 85. Phát vàng cho em luôn 85. Phát vàng 85 cho em đi mấy chị ơi. Phát vàng 85 nè. Mua gì cùng bên lên đi mấy chị. Rồi lên cho em luôn phát rút 85. Rồi phát rút giùm em luôn 85. Ai đấy rút 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 85 nha. Rồi rút cho em luôn 85 nè. Rút 85. Hàng của tông lửng nha. Rồi rút giùm em luôn 85. Ai đấy rút chút rút nè. Rồi lên mấy chị luôn bịch comfort. Một bịch này là nửa lít nha. Trời ơi em bán cho mấy chị có 25.000 một bịch thôi. Mùa thơm mấy chị ơi. Tím là mùa của nhà nha. Hoa nhài cực kỳ thơm luôn. Màu tím này là mới về luôn á. Ô, rồi cơm pho xả đồ giùm em luôn á chị, 25.000 một bịch nửa lít. Cơm pho xả đồ 25.000 một bịch nửa lít giùm em ha. Rồi hơn luôn chứ. Tới 580ml lận mấy chị, hơn nửa lít luôn. Đó, bình thường mấy chị mua một bịch ở ngoài là 48.000. Đó, em Nhi bán mấy chị bao nhiêu? 25.000, rẻ quá trời. Rồi cơm pho xả đồ 25.000 một bịch, mua thử đi mấy chị. Mùa này mùa thơm hoa nhài thơm cực kỳ luôn nha. Rồi cái này chốt giùm em luôn cơm pho 25.000 bịch 580ml, rẻ bèo chưa mấy chị. Rồi bàn chải thân tre giùm em luôn 5.000 một cây. Lông của nó siêu mềm xài cực kỳ êm luôn. Bàn chải thân tre cho em luôn 5.000 một cây. Bàn chải thân tre 5.000 một cây. Cho chị xem đại ngố xanh. Xanh được không? Rồi rồi kem đánh răng soda giùm em luôn á chị. Chị trắng răng này, hôi miệng nè, e bút chân răng này, chảy máu chân răng giùm em nha. Đấy. Rồi kem mới răng 45.000 một tiếp, chị nào lấy 5 tiếp thì 35.000. Chị nào lấy 10 tiếp thì 25.000. Đấy. Rồi ngố xanh này hả chị, ngố xanh này phải không? Ngố xanh này cho em luôn 69.000. Màu xanh bơ này đẹp. Ngố xanh này đúng không chị? 69.000, lấy ok cho em nha. Ok chị Nguyễn Quyên, xem lại phát 8 nhì. Phát 8. Xám nào ta? Sọc xám này chị sao? Rồi sọc xám này cho em luôn 69.000. Sọc xám 69 với chị với 57kg. Hai vòng chải luôn cho chị Cẩm Nha. Xanh luôn cho chị Lệ Quân. Rồi lên cho em luôn sọc xám 69.000 nè. Sọc xám 69.000. Sọc xám 69 dưới 57kg nha. Sọc xám 69 với 57kg. Rồi nước hoa giò. Nước hoa giò này cho em luôn 45.000 lọ. Còn có lọ duy nhất luôn. Nước hoa giò này cho em luôn 45.000 lọ. Ai lấy nước hoa giò thì chốt 45.000. Nước hoa giò 45.000 một lọ nha. Rồi khẩu trang y tế lớn giùm em luôn 100.000 ba hộp. Khẩu trang y tế lớn giùm em luôn 100.000 bốn hộp mấy chị, màu xanh với màu trắng. Y tế lớn 100.000 bốn hộp xanh trắng. Rồi lên cho em luôn y tế nhỏ 100.000 ba hộp từ 6 cho đến 11 tuổi. Y tế nhỏ 100.000 ba hộp từ 6 cho đến 11 tuổi. Rồi em đem mấy chị luôn khẩu trang 3D một hộp 50 cái 39.000. Khẩu trang 3D một hộp 50 cái 39.000. Ai lấy khẩu trang 3D thì chốt giùm em luôn ha. Rồi có một cái phấn nở đôi này đẹp lắm mấy chị, 69.000.
Khoác đỏ đô cho em luôn 69 ngàn nè. Khoác đỏ đô số 9 còn chưa trả về đơn sản xuất luôn. Chị gọi là tàn phá lắm rồi đó. Khoác đỏ đô cho em luôn số 9 ngàn chị cố tình á. Để em có điện thoại mới. Em có mua đâu, có xin rồi. Nó rồi về khóc la lét rồi bê tha các kiểu. Xong mới đuổi nó khỏi nhà luôn. Dễ gì dám. Rồi ai lấy khoác đen, chốt khoác đen nè mấy chị, 69 ngàn nè. Khoác đen cho em luôn 69 ngàn, ai lấy khoác đen thì chốt khoác đen nè. Màu đen mấy chị dễ mang nè. Adidas số 9 nè, khoác đen số 9. Rồi ngố già này cho em luôn 95 ngàn mấy chị ơi, chốt giùm em luôn là trắng 95. Rồi trắng cho em luôn 95 mấy chị. Một cái quần lét chi dài với một cái áo gấu theo nè. Trắng giùm em luôn 95 với 57 kg nha, gấu theo. Trắng 95 với 57 kg, chút mà trắng 95 cho em với. Trắng 95 với 57 kg. Rồi qua cho em luôn là nu mấy chị ơi, nu. Rồi nu cho em luôn 75 ngàn. Rồi nu cho em luôn 75 ngàn với 55 kg, chút giùm em luôn mã nu. Nu. Còn xanh lạ hay tím. Cho mình thêm khoác rồi để em coi nữa. Lấy cái áo, áo màu mùa môn của chị Miu Miu ra đây. Con hứa còn màu. Rồi bây giờ còn cái môn này được không nè. Nu, nu là nu 95 nha em. Nu 75 nữa nào ta. Bộ ngố dài á hả. Đó 95 ngàn bộ. Rồi môn này chị, môn còn cái này 69 ngàn nè. Môn này cho em luôn 69 nè, lấy môn chút môn nha. Môn còn cái này chị 69 nè. 3 hộp màu xanh y tế, 3 hộp. Cái gì đây? 3 hộp màu xanh, 3 hộp màu trắng. Rồi 1 3D đúng không? Ủa kỳ vậy, 95 ngàn chắc chị nói lộn. Là 3 xanh, 3 trắng đúng không? Rồi 1 3D âm thư ghé nãy có được. Có môn này còn cái chị lấy không? Rồi cái nu này cho em luôn 95 nè. Rồi chị nào lấy nu thì chút nu cho em luôn 95 nha. Nu 95. Nu 95 rồi ok em nha. Ghé sớm chị nha. Nu 95. Rồi lấy nu chút nu. Nu 95 trắng 95. Cái này sao? Có. Nu 95 luôn cho chị Loan Đào này có đơn nè. Rồi lên cho em luôn là ngố xám á chị, 69 ngàn. Ngố xám, môn cho Diễm My. Môn Diễm My. My hôm qua hai cái nè. Rồi lên cho em luôn là xám á chị, 69 ngàn nè. Nu đó. Rồi ngố xám 69 á chị với 55kg nha. Ngố xám 69 với 55kg hay lấy ngố xám chút ngố xám. Có đơn một rồi mà. Rồi cái này chú giùm em luôn khoác xanh mấy chị, khoác xanh à. Nhưng mà chị gửi đơn rồi mình rồi hàng tới shipper gọi em nghe máy anh chị nha. Rồi cái này chú giùm em luôn mấy chị ơi, khoác xanh 85 ngàn với 60kg nè. Khoác xanh cho em luôn 85 ngàn với 60kg mấy chị. Cái này, cái này là nỉ phông rộng nè. Rồi khoác nu cho em luôn 85 mấy chị với 60kg. Khoác xanh. Khoác xanh 85 với 60kg nha. Ok bé đẹp, ok ok. Ok. Cái gì? Ở này TikTok nó nói cái gì? Are you ok? Are you ok ok vậy đó. Ok lắm. Tắt cười quá. Đây nè. Đấy nu 95 cho Kiều Trinh rồi đó. Chốt rồi. Phát xanh có màu đen không? Như mẫu này không có đen đâu.
cái khoác này là mới có màu xám. Đây nha, nè nó có màu xanh dương nè, màu xám này. Có đây 95 không vậy chị? À, hình như chiều trên cái gì có hai cái nữa, chị không nhớ em ơi. Rồi cái này là màu xanh đen nè. Đó, khoác này chỉ còn 3 cái nha em. Màu xanh dương nè, màu xám và màu xanh đen nè. Chị cái bell đi. Đó, rồi lên luôn cái bell này luôn nè. Rồi bell nha, chị nào lấy bell chút bell, cái này nam nữ đều mang được. Rồi ta. Thôi em gái luôn. Không được. Rồi ai lấy bell thì chút bell giùm em. Phát bell nỉ nó chị 85 ngàn. Mà trời. Rồi chị nào lấy bell thì chút bell nha, 85. Bell 85 mấy chị ơi, bell 85. Rồi đầm. À hậu không có đen, hết đen rồi. Rồi cái đầm hồng này cho em luôn mấy chị, tuyệt vời lắm. Rồi chú mấy chị luôn 59 ngàn nha. Đầm hồng dây cho em luôn 59 ngàn mấy chị, dưới 60kg nè. Đầm hồng mấy chị dễ thương lắm. Đầm hồng cho em luôn 59 ngàn dưới 60kg nha. Đầm hồng cho em luôn 59 dưới 60. Rồi chốt cho em luôn là đầm xanh nè. Đầm xanh cho em luôn 59 ngàn dưới 60kg nè. Thôi lấy đầm xanh, chút đầm xanh nè. Chợ bầu bí con cho em vô tư luôn, dán dài qua gối. Rồi đầm xanh đầm hồng 59 ngàn. Rồi lên cho em luôn là bêu xanh mấy chị, bêu xanh. Bêu xanh cho em luôn nha. À, 69 ngàn mấy chị với 57kg nè. Bêu xanh cho em luôn 69 với 57kg ha. Ai lấy bêu xanh, chút bêu xanh nè. Bêu xanh 69. Cái má của bà thả là đầm hồng tỷ liên phan 50, đầm đầm này mang dễ thương lắm. Rồi bêu hồng cho em luôn 69 ngàn. Bêu hồng cho em luôn 69 ngàn với 57kg, chút mã bêu hồng. Bêu hồng cho em luôn 69 ngàn với 57kg, chút mã bêu hồng nè. Bêu hồng. Rồi rồi ok em. Rồi. Rồi áo trắng này cho em luôn 55 ngàn. Áo trắng mấy chị trắng, đầm xanh cho cô bé ngốc 59. Khoác nỉ có hình con gấu không? Hết rồi bạn ơi. Ê, mình có áo khoác nỉ con nụ nu con gấu không? Có. Còn hôm nay mình đây trắng. Rồi trắng cho em luôn 55 ngàn với 57kg. Trắng 55 với 57kg. Chút trắng 55 áo đẹp. Bêu xanh cho cô bé ngốc 69. Rồi trắng cho em luôn 55 mấy chị, anh ấy trắng trắng. Rồi quần ngố đang mang cho em luôn 60. Quần ngố đang mang cho em luôn 60 ngàn mấy chị ơi. À chị có áo đi kéo rồi em ơi, nỉ đi kéo mà chứ chị không có nỉ chui. Rồi này chú giùm em luôn ngố 60 ngàn một quần. Thì giống cái quần chị đang mang sướng lắm. Có túi nha. Ngố 60 ngàn. Ngố 60 ngàn mấy chị ơi, có túi. Rồi chín tắt giùm em luôn 70. Rồi chín tắt giùm em luôn 70. Chín tắt 70 nha, 40-60kg nha. Chín tắt 70. Rồi quần dài đang mang cho em luôn 75 ngàn. Quần dài đang mang cho em luôn 75 ngàn. Ai lấy quần dài chút quần dài 75 nè. Quần đang mang thì thôi rồi, khỏi bàn luôn á. Mặt sướng, quá trời sướng. Rồi đây nỉ có con gấu nè, còn cái này còn cái thôi hả? Cái đó còn một cái thôi chị cha. Rồi nu quá đẹp luôn. Rồi nu cho em nè, quá đẹp luôn nè. 85 ngàn dưới 60kg cho em nu gấu theo. Nu 85 dưới 60kg mấy chị, đỉnh luôn. Nu này không lấy là tiếc luôn á. Nu bên em mà chắc hơi bị xịn dày đẹp luôn á. Nu 85. Nu cho em nu 85 dưới 60kg nha mấy chị, đẹp lắm. Trời ơi cái màu nu này khỏi phải bàn luôn á. Nu 85 dưới 60kg, còn mấy nó phát này vô đây em. Nhiều quá là còn 200. Rồi đen này cho em luôn mấy chị 80. Rồi đen Barbie doll nha, set đen Barbie doll này cho em luôn 80 nè, cái quần giả váy này bên có túi nè. Rồi chốt giùm em luôn là đen nè. Đen 80 ngàn nha, set bi Barbie doll. Đen 80. Có nu cẩm nha. Ở cái màu nu này đúng đẹp luôn.
vải đẹp lắm đó chị. Rồi Phước Nu còn cái gì nào đó chốt nha. Khoác cô Tông có mấy màu, khoác cô Tông gì bạn ơi? Khoác cô Tông màu mà phong lẫn 85.000 á hả hay sao? Chứ đi ngồi đi. Cái cây năng bụi á. Khoác cô Tông mà 85.000 hồi nãy đi like hay sao? Là mức pin điện thoại của bạn hiện tại chỉ còn 48, là chỉ sạc 100% nhưng thực sự là nó chỉ có 48% pin thôi. Là điện thoại của chị không ha? iPhone à, khoác lượng 85 đây cho chị đi, khoác lượng 85 nãy đi. Dọc kế sạc ra cho em đi. Đây nha. Cô nãy lấy cái này ra chưa? Này ghi cho Miu Miu chưa? Chưa. Hồi nãy bỏ quá con Miu Miu ra ghi cái đó vô chứ. Đây nè chị, áo khoác 85 của Tông nè, em có màu rút nè, màu đỏ đưa nè, màu vàng nè, màu hồng nè, màu đen nha, đó, với lại màu cam đắt giùm em luôn. Rồi khoác, khoác lẫn cô Tông này 85.000 nha. Chị nào lấy thì chốt. Thế là mai không bán gì ơi, em bán quần thôi được không? Áo không bán, áo này lâu rồi không có hàng. Khoác tay nữa nè. Đầy khoác. Khoác đen chiến nghi nè. Khoác rút cho thấy kiều gái luôn nè. Rồi này chốt cho em luôn là xanh 69.000 mấy chị. Khẩu trang kéo thứ tư họ còn chị. Còn mấy set á. Rồi này chốt cho em luôn xanh nè. Xanh 69.000 với 55kg nha. Xanh 69 với 55kg. Khoác 69 màu cam sữa không em hết rồi chị ơi. Cam sữa rồi. Rồi xanh cho em luôn 69.000. Xanh 69. Rồi ngố loan này cho em luôn 69.000 luôn mấy chị, với 57kg ha. Rồi lên cho em luôn là loan này. Loan nha. Một thùng là 300 cái chị. Một thùng 300 cái. Ờ 330. Một thùng 300 cái 330. Tức là một thùng nó chỉ có 6 set thôi chị. Một set là 50 cái đó. Tính ra một set chỉ có 6 cái thôi. À, một thùng chỉ có 6 cái rồi mà là ok. Một thùng chỉ có 6 set thôi là 300 cái là 330. Còn nếu mà bán lẻ ra thì bán lẻ ra được 400 mấy 500 gì. Rồi ai đi ngó loan xuống giùm em luôn, ngó loan 69. Có gì chị nhắn tin em đi rồi em với chị trao đổi nha, giá cả đồ này kia, và muốn lấy gì nữa thêm thì lấy nha chị. Rồi em nghĩ nha mọi người ơi, ai có đơn thì giữ máy đi cho bên em gọi điện chốt đơn nha mấy chị nha. Nghỉ nha mấy chị, nghỉ nha mấy chị. Giữ máy đi cho bên em gọi điện chốt đơn nha. Bye bye mọi người, chúc mấy chị sức khỏe hết nha mọi người nha. Bye bye.